tam quy, ngũ giới tự của chúng con và sa thú lành thai. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Phổ Thâm Ma Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. Cho tiên kính lễ đi tôn thiền đức tăng, cho những nét nào chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư tu nữ, xin chào chư thiền nam tín nữ, thiền thư chư thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tông quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa ngăn ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Bụt đăng sa ngăn ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căn sa ngăn ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Bụt ti yam bi bụt đăng sa ngăn ga chi ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Làm gì gì Đức Thế Âm Bi Đấm Mang Sợ Năng Ca Chí Hà Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì Đức Thế Âm Bi Sang Tăng Sợ Năng Ca Chí Hà Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì Tạ Thế Âm Bi Bụt Đăng Sợ Năng Ca Chí Hà Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Tạ Thế Âm Bi Đấm Mang Sợ Năng Ca Chí Hà Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba Tạ Thế Âm Bi Sang Tăng Sợ Năng Ca Chí Hà Mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Bụt Đăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Namang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ Tỳ Giảm Bi Bất Đăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì Namang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì Đức Thế Giảm Bi Răng Khăn Sa Đa Năng Gách Cha Mê, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì Đức Thế Giảm Bi Bất Đăng Sa Đa Năng Gách Cha Mê, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Đức Thế Giảm Bi Đâm Măng Sa Đa Năng Gách Cha Mê, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba Đức Thế Giảm Bi Răng Khăn Sa Đa Năng Gách Cha Mê, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Tỳ Sa Na Ca Hạ Năng Lệ Thị Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phanh Tê, và chúng con xin vâng. Manatipata Veramani Sikha Vất Năng Sâm Giao Mi, con xin quý vị điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Vất Năng Sâm Giao Mi, con xin quý vị điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Tamme sumicca caram veramani sikha padang samadhiyami, con xin bây giờ điều học là quy chánh xa sĩ tà hạnh. Musavada veramani sikha padang samadhiyami, con xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin bây giờ điều học là quý ta sĩ dị dưỡng rượu và các chất say. Manati bhata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng. Dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana
Về Ramani Sikha Abadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cả mê Sumicha Chara. Về Ramani Sikha Abadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mẫu sa qua đa. Về Ramani Sikha Abadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rajamatcha pamadathana. Về Ramani Sikha Abadang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badhani satukang kartuang mamadena nicchakalang samarakitabang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra ngoài việc hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phan tê và chúng con xin vâng. Silena sukatinyanti, silena pokasambadang, silena liputinyanti tasmai, silang wiso thayem. Nếu chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát trong niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa tu lành thai Uột ta mạng ghê na quán đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột ta mạng buộc thầy vô khai lì tổ đô sâu buộc thâu Kham mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho được vị thân và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn thành cha được ý thoát tam ăn sẵn khê vô khá đi tổ đô sâu sẵn khô cầm mà tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddhanu vavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sambathammanu vavena sadasothi bhavantu te. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sambathammanu vavena sadasothi bhavantu te. Tất phúc hằng có đi người cầu xin chư thiên hộ trì những người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. So thala tho xuất tổ guru nó hôm bồn ta sa sa ne ro go su vi to ho i ta sa pe nya ti phi sa tha la tha su vi ta u ru na bồn ta sa sa ne ro ga su vi ta ho i ta sa pe nya ti phi te tha la tha su vi ta u ru na bồn ta sa sa ne ro ga su vi ta ho ta sa sa pe hệ nhà tiết phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín
khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xá thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chi tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh coi oan kết, nguyện mọi nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh tri cu sa la cầm măng cách tập băng ký lý dặn mà cả dê na quả cha mà na sa ti đa xe su ca tăng ca tặng dê sa ta sa nhị nô a thì dê cho sa ta a sa nhị nô ca tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sa bê pha ghi và hoàn từ tệ dê tăng ca tăng su quý đi tăng điện năng buồn nhà pha lăng mà dạ dê cho ta thân a cha nanh thì để qua gành to nhị dê đại dâm sa bê lộ cầm thì dê sa ta chỉ hoàn ta hạ ra hê tu ca ma muộn năng khô cha năng sa bê la phan tu ma chê ta sa tịch. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đảo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca thàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Kitô Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông cùng Kitô Tôn Đức đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng Phật hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Thai Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị sửa soạn bàn tay cũng như sửa soạn những câu chết chát. Có Nguyên Trang ở đây làm thị giả cho ngài nhân Nguyên Trang nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Tham Ma Đề sa na ya cha na ga tha ram ma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha
Sante sasattap barachap khachatika de se tu thammang anukambimang ma chăng sa tham ma phê riêng với nó danh cho cả dân suốt tành cho bản thân a vi tham ma chậm măng a cơ ta danh tơ ta tu sát cho đặng đặng bắp bỡ tha này dê ba đi xa và mặt chê phạm thiên phần ngầm ngồi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhâm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 40 năm hạ giáp vẹn toàn a một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng cầu năm ca tam giới thừa ăn khổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khẩm chốn ni à, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn năm mô bích tha giá và dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ra Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ra Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam mô Bụt Tha Giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Hôm nay trong phòng tôi nó hơi ồn và tại vì tiếng quạt để quý vị ráng chịu khó nghe. Phòng chúng tôi thì không có máy lạnh chỉ có máy điều hòa không khí thôi ra ngoài nóng sao trong nóng vậy là quý vị cũng thông cảm. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ con không có nghe ồn mà con nghe âm thanh ngày rõ mặt ngày. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh ngày rõ không quý vị? Cho một cành hoa một tín hiệu đi. Rồi bây giờ thì Nhật Quỳnh Nguyên Trang có sẵn sàng chưa? Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nguyên Trang đã sẵn sàng chưa? À, có câu hỏi mở hàng không? À, có câu hỏi mở hàng không Nguyên Trang? Dạ, sa thủ cảm ơn bàn tay của Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, mời Quỳnh Chánh Tâm nha, mở hàng cho đắt nha. Dạ, con kính đánh lễ ba ngôi Tam Bảo và con kính đánh lễ Sư Chí Đức và con kính đánh lễ Ngài Liễu. Mà cũng như là họ không có sợ hãi. Là ý con muốn hỏi ngài á, làm như thế nào kiểu mà theo con hiểu á, là mình tu tập làm sao mà lúc mà trước khi mình ra đi đó, mà mình thấy thân đau mà tâm mình quân bình, mà thân đau mà tâm không đau, giống như Đức Phật có nói mà. Nhưng mà con thấy cái đó rất là khó, tại vì thân tâm mình lúc nào cũng dính nhau mà nói không đau. Vậy xin ngài cho con hiểu và làm cách nào có thể tu tập mà thấy thân đau mà tâm không đau. Xin ngài chỉ cho con ạ. À, con xin xuống mít, cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Tha Giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị Quỳnh Minh Tâm AI Quỳnh Chánh Tâm lên đọc lại, bởi là lúc đầu thì không có nghe gì cả ha. Quên cầm mic thì nữa, cái đoạn đầu không nghe được tiếng nào hết, im re sao mới nghe được có phần thôi. Thành ra xin nhắc lại để chúng tôi nắm được ý nó rõ hơn. Nam mô Bụt Tha Giá.
Xin hỏi có nghe không ạ? Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. À, anh Chánh Tâm ơi, không biết là anh Chánh Tâm có nghe âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À, hồi nãy anh Chánh Tâm cầm mic không có nghe. Dạ, anh Chánh Tâm lên cầm mic lại nha. Hay là anh có thể lock out đi, mình đi ra ngoài khỏi đạo tràng đi rồi mình trở vô lại nha. Tại vì cái đường truyền của anh không có được ổn định á, lúc nghe lúc không. Ha, anh hoan hỷ nha, đi ra rồi trở vào lại nha. Dạ, rồi trong khi chờ đợi anh Chánh Tâm thì Nguyên Trang thấy bàn tay của Soma Ký Hí. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ con không biết là có nghe rõ mà. Dạ con kính đảnh lễ Bà Ngồi Tam Bảo và kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Ngài Trí Đức và quý sư cùng quý tu nữ và chào đạo tràng. Cả con có câu hỏi về bản niêu chi pháp thưa ngài. Con thấy cái trong cái tâm sở hữu tịnh hảo hành thì có cái hành xả, mà hành xả đây nó chỉ dùng trong các tâm thiện dục giới, tâm sắc giới với lại tâm siêu thế. Mà con cũng thấy ở trong phần tâm bất thiện thì con thấy có thọ xả. Thì con không biết là cái xả đó nó có, cái thọ xả đó nó có phải là hành xả hay là nó không phải à. Giờ xin ngài chỉ thêm cho con biết. Con xin xin. Nam mô Bồ Tát Dạ Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái thọ xả tức là nó thuộc về thọ quẩn, còn cái tâm xả hành xả nó thuộc về hành quẩn. Hai cái nó khác nhau cho nên nó đâu giống nhau được. Nha. Tâm xả hành xả tức là tật ra mắt chát tà ta đó, thì nó chỉ nằm ở trong cái các tâm tâm tốt, mình nói là sổ phê ná chỉ tà thôi, chứ nó không có nằm trên cái tâm bất thiện được. Thành ra khi mà nói, thành ra quý vị nên hiểu thọ xả, nó xả mà là thọ nó khác, mà xả là hành xả nó khác, mà xả là một cái tâm xả nó nằm theo cái điều kiện của nó thì nó khác, nó có tới 10 loại xả đó. Quý vị nghiên cứu kỹ ra sẽ 10 loại xả khác nhau cũng là đều là xả hết á. Nhưng mà có xả là tâm xả, xả hành xả, có xả là thọ xả, có xả là trí tuệ cũng chừng, trí tuệ cũng là xả như thế. Tùy theo ở đâu đó thì tùy theo, xả nó có 10 loại tất cả. Để chơi chung cái đó, chứ hai cái nó khác nhau chứ nó có giống nhau. Là mô bích thầy giá. Dạ, dạ, bạch ngài. Vậy thì cái thọ xả đó là trong trong cảm thọ, cảm giác, trong thọ uẩn. Còn cái xả mà trong sở hữu tịnh hảo thưa ngài, nó như là có thể gọi nó là trong xả giác chi hay là xả ba la mật phải không ạ? Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hành Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Hai cái nó khác nhau rất là xa. Quý vị đang nhớ đó, cái tâm xả hành xả, nếu nó muốn là xả và là mật thì mình phải hành cái loại xả để nó và được theo cái chiều hướng khác, cho nên không phải như vậy. Lúc trước tôi nói, chúng tôi có nói sơ qua đó là về xả nó có 10 loại đó. Chà lăng khú bệ khả ra mới quý hạ ráp bệ khả phốt chăng khú bệ khả quý đi dú bệ khả sẵn khả rú bệ khả về thanh nu bệ khả quý bạch sa nu bệ khả tạp ta ra mắt chất ta ta bệ khả cha nú bệ khả, và thứ 10 là bà rí sụt thí bệ khả. Nó có 10 loại khác nhau. Thì cái câu hỏi là cái thọ xả là cái đó là thọ quẩn, và cái tâm xả hành xả tức là tật tám chất tật ta này đó thì nó là hành quẩn. Hai cái khác nhau, cái thọ quẩn hành quẩn, nói hai cái này nó khác nhau nhưng mà nó liên quan tới 19 chuyện là
cái chữ xã Việt Nam á. Tại Việt Nam mình thường thường mình cái thấy cái chữ nào mà dễ dịch cái mình cứ dựa theo một cái chiều nào đó mình cứ dịch như vậy thôi. Đó. Ví dụ như cái chữ hành cũng vậy, sẵn ca đá cái dịch là hành mà không biết hành chỗ nào cũng là hành đó, năm loại khác nhau. Thành ra mỗi cái đó quý vị phải biết cái chỗ của nó, cái chỗ đứng của nó chỗ nào thì mới nói được. Còn mình dựa vào bản chi pháp là mình chỉ nói chi pháp thôi, nhưng mà có những cái chi pháp nó khi mà dịch ra tiếng Việt thì nó cũng giống nhau, mặc dù cái tên nó khác nhưng mà khi vợ dịch ra thì nó cũng giống nhau thôi. Nên mỗi cái nó khác nhau phải phân biệt cho kỹ cái đó để nó không có sự lẫn lộn. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ trước hết con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết được tín hiệu. Dạ con đã thấy số má ghi quý dạ hiểu sa thú. Dạ cảm ơn sister đặt câu hỏi ạ. Dạ không biết là Huynh Chánh Tâm có trở lại có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? Nếu Huynh Chánh Tâm có nghe được âm thanh của Nguyên Trang, dạ Nguyên Trang xin mời ạ. Nguyên Trang xin xuống mic và gửi mic lại cho Huynh Chánh Tâm ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ. Và con xin đảnh lễ ngài Liễu Tông ạ. Thưa sư, thưa ngài, nãy con có hỏi là con có đọc một cuốn sách của ngài Gongka, người thiền sư bên người Miến. Là cuốn sách là Nghệ Thực Chết, Nghệ Thực Về Chết. Thì trong khi những người mà trước khi sắp ra đi đó, thì họ, cái tâm họ rất là quân bình, họ quán cảm thọ, và họ chỉ nghĩ là thân đau thôi, nhưng mà tâm không đau. Con nghĩ cái đó rất là một sự kỳ diệu, và Đức Phật có nói là thân đau, nhưng đừng để tâm đau. Và con muốn ngài giải thích và chỉ cách làm sao lúc khi mình chết, lúc mình ra đi, mình trên giường bệnh, mình có thể giữ một cái tâm quân bình mà chỉ biết thân đau mà tâm không đau, và xin ngài hướng dẫn và chỉ cách cho chúng con ạ. À. Con xin cảm ơn ngài, con xin xuống nít ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Muốn giữ được cái sự bình tĩnh trong cái lúc mà cận tử đó thì bắt đầu từ bây giờ phải hạ thủ công phu niệm về sự chết. Thì chết là một trong 40 đề mục của thiền chỉ đó. Nếu mà niệm về sự chết mà tới cái mức mà tối đa, tới mức mà có khả năng mà hạ thủ công phu được đó, thì lúc đó là chuyện gì cũng bình tĩnh được, chẳng cần phải lúc gần chết lúc nào đó. Thì cái đó. Còn cái chuyện mà nói thân đau mà tâm cũng đau, nói chơi với cái chuyện nó không thể xảy ra. Ngay cái bậc A-la-hán đó, khi mà cái thân nó đau thì cái tâm nó cũng đau. Nhưng mà cái đau bậc A-la-hán là chỉ đau chỗ đó và biết chỗ đó mà thôi, chứ không phải là không đau. Bởi vì thì chúng tôi thí dụ là một trong 15 cái tâm năm quả thọ xả đó, thì có cái không phải thọ xả, tâm quả đó, của bất thiện và thiện đó, thì có cái tâm gọi là thân thọ khổ. Thân thọ khổ thì cái chỗ đó, cái thọ khổ đó là thọ. Nó còn cái thân chỗ đó đó có nghĩa là tâm, chứ không phải thân là cái thân này, nên nhớ chuyện đó. Thành ra cái tâm nó cái thọ mà thọ khổ nó dựa vào cái tâm và nó xúc vào cái sắc. Thành ra cái tâm nó vẫn khổ, nhưng mà khi nó xuống cái động tốc đó thì nó xuống với cái tâm di tác, thành ra bậc A-la-hán chỉ biết cái chỗ đó là nó như vậy thôi. Còn mình thì mình xuống cái chỗ đó đó, mình nhìn khác. Bởi vì nên hiểu rồi đó, phàm nhân như mình á, nhìn thì thấy đúng, nhưng mà tới chừng mà nói hay là diễn tả là không đúng là tại sao? Tại vì mình thích làm thông dịch viên, con mắt mình thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, cái đó đều là thực tính pháp hết á. Khi mình nghe mình cũng nghe thực tính pháp hết, nhưng mà khi mình diễn tả lại cái điều mình nghe thành nó thành chế định pháp, thành nên nó thành chuyện khác, chứ nó không thành chuyện đó. Thành nên nếu mà mình nghĩa là tập được cái điều mà Đức Phật dạy ngày Ba Giá đó, thấy chỉ biết là thấy, nghe biết là theo, thì lúc đó mình có thể mình làm được nhiều chuyện. Còn cái này không, mình thấy mình tìm những cái danh từ để mình diễn tả sự thấy của mình,
Mà khi mình tìm những cái điện danh từ hoặc động tác để mình diễn tả thì sự thấy đó, tức là mình đã dùng chế định pháp để mình diễn tả, thành ra nó mới sai. Chứ cái thấy nó chỉ có vậy thôi, thấy là luôn luôn mắt thấy tai nghe mũi lém gì đều là thực tính pháp đó, cái đối tượng của những cái đó là thực tính pháp. Nhưng mà tại vì mình thích làm thông quyền duyên, tức mình dịch ra cái điều mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm đó, thành ra nó mới đi ra cái chuyện khác. Mình nhớ cái chuyện đó nha. Thành ra bây giờ mình tập những cái phương pháp mà làm cho cái tâm mình nó bình tĩnh, thì cái đối tượng hay nhất là cái niệm về sự chết đó, niệm về chết. Nếu mà hỏi niệm như thế nào nha, chịu khó thứ bảy mình lên ngày đó, ngày không biết ngày dạy tới đó không, quý vị học Đông Kinh Pháp lớp Pháp Cú Kinh Vinh Đề đó. Còn không thì lật Thanh Tịnh Đạo ra đọc, chừng nào mà không hiểu rồi mới đi tìm quý vị nào có kinh nghiệm thì niệm thì chết, hỏi họ thì họ sẽ chỉ dẫn cái đó. Thì tới cái lúc nào đó giàu có bệnh hay không bệnh, mà khi mà Diêm Vương gõ cửa vẫn bình tĩnh được như thường, chứ không có thân cũng không đau mà cái gì cũng không đau đó. Bởi vì cái tâm mình nó có cái chuyện của nó rồi, nó có cái đối tượng của nó rồi, chứ nó không phải là như mình là mình cái sợ mất của thì nó đau mà không sợ mất của gì này kia, hoặc là mình nghĩ tới những người thân của mình giờ này không biết ở đâu, cái đó nó mới làm cho mình tiêu. Chứ còn không đây, mình nếu mình đàng hoàng thì mình biết thấy gì biết thấy, nghe biết thấy, thì lúc nào cái tâm mình cũng bình tĩnh được như thường. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy huynh Chánh Tâm đã sa thú ạ. Dạ cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể là giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi và bàn tay, con có một bạn đạo nhờ con hỏi với ngài. Dạ kính thưa ngài, ngài cho con hỏi là khi mà mình không để con cái cũng như là mình có cái sự nghi ngờ đó ngài, mình có sự nghi ngờ, mình không tin vào một người nào đó cũng như mình mất niềm tin với người đó, thì cái đó có gọi là tâm si không ngài? Mà cái đó tại vì con kính thỉnh ngài giải thích câu hỏi này cho chúng con được hiểu ạ. Và con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự khi mình không tin vì lý do có cái tâm sở hoài nghi trong đó, hoặc là không có tâm sở hoài nghi trong đó đó, mình không có tin, nó đều là cái gốc của nó đều là vô minh hết á. Tại vô minh thành ra mới không biết những cái đó. Mình mới nghi, chứ còn nếu mình nghi thì đâu có đâu. Nhưng mà nhiều khi đó, thành ra Đức Phật khuyên mình đó, thành ra nghe những cái điều gì đó, tin hay không tin, nhưng cũng đừng để cho ác pháp nó phát sanh. Bởi vì ác pháp nó phát sanh là khi mình tin hoặc không tin thì ác pháp nó sẽ phát sanh. Thành ra Đức Phật cũng nghe xong để đó, rồi đem cái điều mình nghe đó so sánh với luật, so sánh với pháp đó. Nếu tin được thì tin, còn tin không được thì bỏ đi. Chứ còn mình tin thì cũng nghi ngờ, mà không tin thì không biết nói trúng không, mình cũng nghi ngờ. Bây giờ như vậy đó, mình còn vô minh thì nó có cái ngàn chuyện để nói. Thành ra theo lời Đức Phật á, thì nghe cái điều gì đó thì giữ đó, không vội tin mà cũng không vội bỏ, giữ đó, rồi đem cái điều mình nghe đó ra, lấy cái luật của Đức Phật dạy đó xem coi nó có phù hợp hay không phù hợp, rồi đem pháp của Đức Phật dạy đó xem coi nó phù hợp hay không phù hợp. Nếu nó phù hợp thì nên tin, mà nó không phù hợp thì bỏ đi, chứ không có cần phải để ý tới nó làm gì. Nam mô Bổn Sư Thầy dạ. Nam mô Bổn Sư Thầy dạ. Dạ con xin thay mặt bạn đạo hữu kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, và cô đó có hỏi là cái này là mình nghi, cũng như mình không có niềm tin về cái sự, không phải là về Phật Pháp đó ngài, mà cũng như mình ở ngoài đời, cũng như người ta nói chuyện, mình cảm thấy mình không có lòng tin đó ngài. Dạ thì cái đó có gọi là si không ngài, hay là cái đó gọi là sân ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài, để ngài có thể giảng dạy chỉ rõ hơn ạ. Dạ con xin xuống mít tạ, kính tri ân ngài.
Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó đối với phạm nhân thì cái đó nó là si, nhưng mà đối với bậc thánh thì họ có cái danh từ riêng gọi là bà tỳ ru bà cả sẩm bà tỳ ru bà cả vi chỉ kịch trả, tức có cái từ cái trạng thái tương tự giống như là nghi nhưng mà không phải nghi. Thí dụ như ngài bậc A La Hán, ông đi ngang thấy người này hình như là thấy quen, nhưng mà nhìn cái không nhớ có quen không hay không nhớ tên gì, thì cái trạng thái đó nó giống như nghi ngờ nhưng mà không phải là hoài nghi, nên nhớ chuyện đó. Còn hoài nghi đó, nếu mà muốn biết hoài nghi đó nó là phiền não hay là không là phiền não đó, thì nếu mà hoài nghi là phiền não theo tạng diệu pháp, nó có 8 chuyện, mà theo tạng kinh đó, thì nó có tới 16 chuyện nè, hai cái khác nhau. Còn ngoài ra, ngoài 16 chuyện hay khác nhiều, thì cái nghi đó có thể là cái trạng thái giống như hoài nghi nhưng mà không phải là phiền não, mà nó do cái những cái loại tâm khác nó tạo ra, chứ không phải là phiền não hoài nghi đó, là tùy theo. Thì cái đó nó họ phân biệt rất rõ ràng cho mình ấy rồi biết. Theo kinh tạng nói một chuyện, theo diệu pháp nói một chuyện. Thì nếu mà theo diệu pháp mà tám điều đó đó thì là hoài nghi tâm sở, hoặc 16 điều theo tạng kinh là hoài nghi tâm sở, còn ngược lại đó thì không phải, nó có thể nó do một số cái loại tâm khác, ví dụ như là si cập phóng vật hay là si cập cái những cái loại tâm sở khác ở trong cái tâm bất thiện đó, nó cũng nghi được như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú và con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi của chúng con ạ. Dạ, sau đây con thấy bàn tay của Sis Sumat Ký Hiếu. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ ngài Lưu Thông và ngài Trí Đức và đoàn thể đạo tràng. Dạ, sẵn có người hỏi về hoài nghi thương ngài, con cũng muốn thắc mắc là mình có cái phương pháp học nào, tu nào để cho mình ngăn chặn sự phát triển của sự hoài nghi không ạ? Sư chỉ dạo giáo tụi con. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Gia kinh bạch chư tôn hiền giả. Kính thưa chư quý vị, muốn biết hoài nghi thì có pháp học thôi, chứ không có cái gì mà có thể giúp mình chạy khỏi cái đó cả. Bởi vì nhờ pháp học thành ra mình mới đẩy lùi một số cái chuyện mà mình không biết được, chứ còn nếu mình cái pháp học mình yếu quá thì chắc chắn mình nhìn cái gì là mình cũng nghi hết đó, chứ không phải là đợi tới có chuyện mới nghi. Cái chuyện gì bình thường cũng có nghi thể thì nghi được đó. Thành ra cái đó là phải dựa vào một số cái điều kiện về pháp học thì nó sẽ giúp cho mình dữ lắm. Còn nếu mà nó không có, mình không có khả năng để mình ấy thì nhìn cái gì mình cũng thấy hết, chứ không phải không, lúc nào cũng nghi đó. Đó. Thì thì trong thường thường đó thì mình coi theo cái loại hoài nghi á, mà nó theo di diệu pháp 8 điều hoặc kinh tạng 16 điều đó, thì nó hoài nghi là gì thì mình cứ dựa vào đó đó. Ví dụ 8 điều trong di diệu pháp á, thì hoài nghi về Đức Phật thì mình phải học để hiểu về lịch sử của Đức Phật, học về sự đắc đạo đắc quả của Đức Phật, có bao nhiêu chuyện gì đó. Hoài nghi về giáo pháp thì giáo pháp gồm có những gì, thế nào là pháp, nào là dạy Đức Phật, pháp nào không phải. Hoài nghi về chư tăng thì chư tăng làm sao được gọi là chư tăng, làm sao gọi tăng, rồi sao gọi phạm tăng, sao gọi gì đó. Mình mới học cái đó. Hoài nghi về sự khả, tức là những cái điều học mà mình nghe cái vị sư nào hay là vị thầy nào nói học những cái điều này mình sẽ có thể hành để mình thấy được cái này cái kia, thì mình phải học cho rõ ràng thì mình mới không nghi. Chứ còn nếu mà mình không học đầy đủ những cái điều kiện đó thì chắc chắn là lúc nào mình cũng cái tâm hoài nghi nó cũng vô được đó, cũng vô được. Bởi vì phàm nhân mình là còn tâm bất thiện, thành ra nghe mình muốn diệt được những cái đó thì nhất phải đắc sơ quả, tại sơ quả mới diệt được cái đó. Còn nếu mình chưa đắc sơ quả thì mình phải học, học để cho mình mở mang kiến thức mình đầy đủ thì mình mới không nghi được thôi. Mà khi học như vậy rồi đó, cái hoài nghi mà nó mất năng lực
dù rằng chưa diệt thì nó mất năng lực, thì cái tính nó mới phát sanh được. Mà khi cái tính nó mới phát sanh đó, thì cái tuệ nó mới phát sanh được. Ở dù quý vị nếu mà coi trong 37 phẩm trời đạo đó, thì cái tính đứng đầu và cái tuệ nó đứng cái giữa cuối rồi, trong năm cái địa, năm cái về ngũ quyền ngũ lực đó, thấy không? Thành ra khi cái tính nó phát sanh, nó muốn đứng vững là nó phải nhờ cái tuệ. Mà cái tuệ đó, cái tính đó, nó phát sanh nó dựa vào đâu? Nó dựa vào Đức Phật, sự đắc đạo quả của Đức Phật hay gì gì đó, tâm bảo này kia sầm đó, nên phải học những cái đó thì mình mới diệt được hoài nghi. Diệt hoài nghi mình làm cái bàn đạp cho tính nó phát sanh, tính nó phát sanh lúc nào nó cũng có tuệ. Nếu không có tuệ thì cái tính mình sẽ trở thành tà tính, nó nào mình cũng không hay. Thành ra những cái pháp nó cái nó liên hệ nhau vậy đó. Học một cái này phải học cái kia, phải học cái nọ, chứ mình học mà học không có đủ, không có đầy đủ, không đủ chi này kia sầm đó, mình học rồi nhiều khi nó phát sanh những ác pháp mà mình cũng không có rõ. Tại vì mình học chưa tới nơi tới chốn, thành ra cái ráng mà tập đi rồi tới đâu rồi mình sẽ biết mình cần cái gì, cần cái gì thì mình sẽ dùng cái đó để mình trị những cái pháp ác. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Soma Ký Hí. Dạ sa thú con tri ân ngài và dạ, cảm ơn sister đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là hình như là cô Nhật Quỳnh ơi, hình như có câu chết chát mà cái iPad của con không có nhận được. Cô có thể hình như là có câu hỏi của đạo hữu thính pháp, cô có thể copy lại giùm con được không cô? Dạ con không biết tại sao cái iPad của con cái khúc này nó trắng. Dạ không biết có đạo hữu. Dạ sa thú cô, dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu thính pháp. Kính sư, nhà chúng con có trồng cây ăn trái, cây cao hơn cái đầu. Thưa sư, chúng con cũng nghe rằng chư thiên có thể cư ngụ trên cây. Vậy chúng con có nên cắt cây, tỉa cây và tưới nước toàn thân cây hay không? Dạ cảm ơn đạo hữu thính pháp đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị, thì trân trọng cho nó chắc ăn. Dù là giới cư sĩ thì không có liên quan tới vấn đề trồng cây hay làm gì đó, nhưng mà mình nên nhớ là ở đâu cũng có thể là nhà của những cái chúng sanh mà mình không thấy được, thì mình không muốn tạo quan trái cho người ta thì qua thì ra chợ mua cho nó khỏe vậy rồi. Nó không có liên quan người ta Phật pháp, hỏi những câu gì chúng tôi không biết được đâu trả lời. Đó. Tốt nhất là vậy đi, đừng có trồng vậy đó. Nếu trồng cây tóc cây hoa cây đồ rồi thì cái cũng có thể có chứ không phải không. Nó không có là cái chỗ chơi ngụ của chư thiên, cũng là chỗ ngụ của những loại chúng sanh khác, chứ làm sao không, cái gì cũng vậy đó. Thành ra mình trồng cái gì nó cũng liên hệ tới chúng sanh khác, cũng làm hại chúng sanh khác đó. Nhưng mà mình muốn trồng thì cứ trồng, nhưng mà đi hỏi cái câu này chúng tôi không biết được đâu đó lại. Nam mô Bích Thai vậy. Nam mô Bích Thai giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu thính pháp, con kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ con không biết là con có nãy giờ con có sót câu hỏi của ai không ạ? Dạ nếu mà sa thú Nguyên Trang gửi mít lại cho sức xô mát ký hí nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Dạ con kính đảnh lễ bà ngôi tam bảo, kính đảnh lễ ngày thông và ngày trí đất cộng bào tràng. Dạ con không ai đặt câu hỏi thì con xin thêm có câu hỏi. Dạ con thấy trong các sách thì hay nói về chánh niệm và tỉnh giác, mà con không giật vậy thì xin ngài cho tụi con biết rõ cái sự liên hệ mật thiết giữa
chánh niệm và tỉnh giác trong vấn đề tu tập tứ niệm xứ ạ. Dạ con xin xuống bếp. Nam mô Bụt Thà Giá Kinh Bạch Chê Tô Mẹ Giá Kinh Thưa Chư Quý Vị. Niệm như tỉnh giác là nó là hai cái chi trong tám chi phần của Bát Thánh Đạo. Nè. Thật sự ra trong bài kinh tứ niệm xứ đầu tiên Đức Phật nói tới ba chi là Tabi Sambhacano Satima, tức là có sự tinh cần, có niệm và có trí tuệ. Đó. Thì những cái pháp đó, đó nếu mình dùng nó để mình quan sát những cái đề mục mà có thể làm cho định phát sanh thì mình nên dùng nó thường xuyên để cho nó có năng lực. Bởi vì trong đời mình thì không ai mà nếu mà đi vô học Phật pháp mà nói tôi không muốn được này được nọ thì chắc là hiếm. Thành ra mình phải dùng những cái đó. Thành ra ngay cả những cái là ngày đầu tiên mà mình đi vô thì người ta cũng dạy mình tập niệm. Chứ còn nếu mình chưa biết gì mà dạy cho nó nhiều thì nếu thường xuyên có dạy mình cũng biết đường đầu mò. Thành ra thường thường đó, người ta kêu mình niệm cái gì nữa, niệm bút thô a ra hăng ai sẵn mà cái gì đó là người ta tập cho mình có cái niệm của mình để nó mạnh. Để mình có thể làm được thêm gì khác. Quý vị nên nhớ mấy cái chi đó là mình coi nhẹ nhàng chứ nó không phải là chuyện nhỏ đâu, nó là chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Đó. Ngay cái vị sư mới tu rồi phải ở thầy tế độ 5 năm cũng học cái gì. Đó. Cái căn bản nhất của tứ niệm xứ đã bắt đầu dạy từ đó chứ không phải vì sao. Tức là vô là kê xả lô ma nó khả thanh tà tại châu đó. Tức là cái gì mà làm thầy tế độ đó đã dạy cho mình hành thiền từ cái lúc đó, chứ không phải là đợi tới học xong mấy năm sau rồi bắt đầu vô ngồi vô rừng ngồi ngáp ngáp rồi đưa lại một lời hay rồi mới ấy, rồi không phải, từ bắt đầu từ ngày đầu tiên đã phải học về thiền rồi. Mà thường thường mình không có để ý, mình tưởng đâu nó cái chuyện thiền là chuyện phải học nhiều rồi này kiếm sùm, nó không cần học nhiều, tùy theo cái ba la mật kiếp trước của mình. Thành ra kiếp này mình có không cần học nhiều cũng có thể thiền được, còn kiếp trước mình không học, mình không tạo Phật pháp rồi thì kiếp này mình phải học nhiều mới có thể tập niệm hay là hành thiền được, chứ không phải lúc nào có thể tập được á. Thành ra đó những cái pháp nó thực sự ra quý vị coi trong cái, nếu quý vị học gì pháp rồi đó thì quý vị coi trong bài kinh Ban Phải Trầm Tài Đạo, nó có mười mấy cái tâm sở là cái chi phần chi pháp của cái 37 cái pháp đó, đó thì quý vị sẽ biết tại sao nó quan trọng. Tại vì cái đó là nó đóng góp cho tất cả mọi cái vấn đề liên quan tới thiền chứ không phải không. Thường thường mình thường thường đa số chúng ta nói đa số nhưng tôi không có nói hết, đa số quý vị vô room này đó quý vị đã có thần thông rồi mà tại quý vị không biết xài. Thần thông đó là gì? Là thứ nhất là thiên nhãn thông và thứ hai là thiên nhĩ thông. Thiên nhãn thông là sao? Quý vị có ngồi ở bên Úc bên gì đâu đâu biết, nhưng mà chỉ cần mở webcam là thấy cái ông sư đang nói là ở tú mình Quỷ Châu. Đó là mình có thiên nhãn thông, thiên nhĩ đó. Thiên nhãn đó. Còn thiên nhĩ là sao? Quý vị ngồi bên đó, quý vị chỉ cần lắng tai là quý vị nghe được ông sư tốt mình cái châu này nói sau khi nghe, mà đâu cần phải vô rừng ngồi bao nhiêu năm để được thần thông đâu, thấy không? Có sẵn. Nhưng mà rất tiếc khi mình có sẵn là mình không có biết cái sự quan trọng của nó, cái sự lợi ích của nó, thành ra mình bỏ qua, đó. Thành ra nếu mình dùng cái đó là tại vì hồi xưa đó mình phải lội qua tới mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống tôi thiệt mới có được bộ tâm tạng để mà học. Bây giờ quý vị cái gì không biết thì cái nhờ ông Google là ra, nó muốn thấy tâm tạng như thế nào rồi đó thì có, nó cứ giờ là giống như mình có thần thông rồi đó, mà mình không có biết xài cái đó. Nên cần cái gì đó vô lục trong những cái đó để xài xong rồi cái nào không biết thì mà đi hỏi, cái nào biết thì mình tự mình hạ thủ công phu cũng được chứ không phải không. Đó, mà tại vì mình không biết xài nên mình cứ thấy mình lộ vốn, không học Phật pháp không hiểu gì không hiểu, tại vì mình có thần thông mình không chịu xài thì mình ráng mình chịu chứ. Thì cái này cũng vậy, những cái đó là từ đó ra đó, đó là những cái pháp mà
nó có sẵn là nó dẫn cho mình đi tới cái nơi mình có thể mình hạ thủ công phu hành thiền có kết quả. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy Sister Soma Ghi Hí đã. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ cảm ơn Sister đã đặt câu hỏi. Dạ con xin, con có một câu hỏi của một bạn đạo. Con xin đọc câu hỏi và kính xin Ngài trả lời câu hỏi giùm con. Dạ câu hỏi, coronavirus có danh pháp không hay chỉ là sắc pháp? Dạ kính xin Ngài giảng giải ạ. Con kính tri ân Ngài. Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài ạ, để Ngài có thể giải trả lời câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hiền. Dạ kính thưa chư quý vị, cầu nguyện rằng chỉnh âm thanh lớn lớn chút cho càng nói càng nhỏ, càng khó nghe quá. Thật sự như cái theo khoa học mà giải thích thì cái đó không, cái chúng sanh đó không phải là chúng sanh. Cái cô sẩm đó, cô sẩm Vũ Hán đó không phải là chúng sanh. Nhưng mà nếu nó phải là chúng sanh thì chắc nó cũng là cái, nó chỉ có là một cái sắc mà nó sống về nhờ về thời tiết thôi. Cái sắc sống về thời tiết. Nhưng mà nó sống như thế nào mình không thấy là mình không thể diễn tả được. Với tất cả cái gì trên đời này, nếu mà không phải danh thì cũng phải, một là có danh sắc, hai là chỉ có danh không có sắc, thứ ba là có sắc mà không có danh. Đó. Chỉ có ba chuyện để nói thôi em. Thì thường là nếu mà nó có sắc thì nó đơn giản lắm, còn nếu mà nó có danh trong đó thì nó mới có nhiều chuyện để nói. Nhưng mà cái đó mình thật sự mình biết nó, mình thấy nó, mình biết. Còn này mình không thấy không gì đó, nó muốn ấy phải đưa vô kính hiển vi làm cho nó bự lên cả chục ngàn lần để mình thấy nó là cái gì, thì chỉ thấy nó giống như chấm nó nhúc nhích thôi, làm sao biết, ai biết là cái gì. Nhưng mà cái đó thì mấy người già nghe khoa học họ biết, nhưng mà xưa không có nghiên cứu nên không thể giải thích hay là nói nó là cái gì được. Nhưng mà chắc chắn nó là một loại sắc pháp. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ không biết một đạo tràng có nghe âm thanh con rõ chưa ạ? Dạ cảm ơn huynh chánh tâm. Dạ thưa Ngài, con xin một câu hỏi nữa là thêm một câu hỏi liên quan đến coronavirus. Tại con trong group con thì có một người bạn là nghiên cứu về thuốc để giết cái để có cái vaccine. Thì khi mà mình hỏi về coronavirus, nếu mà mình giết nó thì mình có phạm vào sát sinh không Ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài để Ngài trả lời câu hỏi ạ. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hàng. Dạ kính thưa chư quý vị, thật ra đó cái mà gọi là chúng sanh đó thì khi mình giết mình mới phạm, còn nó không phải là chúng sanh thì mình giết thì nó giết cũng đúng, mình làm cho nó tan rã nó ấy chứ làm sao mà nó ấy được. Ví dụ như cây đó, nó có sắc nhưng mà nó đâu phải là chúng sanh. Với chúng sanh đó, có sắc mà phải có sắc mạng quyền thì mới gọi là chúng sanh. Nếu mà ở cái cõi mà không có danh đó, là ví dụ cõi vô tưởng thì cái chúng sanh đó có sắc mạng quyền mà thôi. Đó. Còn nếu mà ở cái cõi mà vô sắc đó, thì nhất nó phải có cái danh mạng quyền. Còn như chúng ta là ở cõi ngũ uẩn là có cái sắc mạng quyền, là danh mạng quyền, thì cái đó mới được gọi là chúng sanh. Còn bây giờ đó, sắc mà nó dù là loại sắc đi nữa thì mà nó không có cái sắc bằng quyền thì không có thể gọi là chúng sanh được. Mà không gọi chúng sanh thì nó đâu đủ chi để gọi người đó là sắc sanh hay không sắc sanh. Một cái thai giá. Sa thú. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ Ngài đã giảng giải câu hỏi thắc mắc của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Dạ quý cô chú có thể hỏi trực tiếp với Ngài để đặt câu hỏi được chính xác hơn, hay là có thể chết chát
có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Con kính mời. Con kính mời quý cô chú cùng tham gia. Hôm nay con thấy room rất là đông ạ. Dạ. Xin mời câu hỏi ạ. Những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học cho đạo tràng ạ. Dạ không biết có ai có câu hỏi không ạ. Ồ sa thú. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Huynh Chánh Tâm ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính lễ Ngài Liễu Tông và con kính chào đạo tràng ạ. Thưa Ngài, Ngài con hiện tu tập về giữa định và quán và con cũng có một lúc, nhiều lúc con cũng thấy có sự kinh an, cũng hiểu cũng về ngũ căn ngũ lực và con cũng muốn hỏi Ngài làm sao mình có thể phát triển về thất giác chi Ngài để tu tập cho nó vững chắc hơn. Xin Ngài có chỉ để mình phát triển được thất giác chi như là niệm chánh pháp tinh tấn hỷ kinh an định xả. Xin Ngài giúp cho con để con hiểu thêm và con học hỏi thêm ạ. Con xin cảm ơn Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổng hiện giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Khi mình mà quyết định hạ thủ công phu gọi là thiền đó, thì nó tùy theo số cái điều kiện quá khứ. Nếu cái người đó mà đã quá khứ đã hành thiền chỉ nhiều thì kiếp này không thể hành thiền minh sát được trước, mà phải hành thiền chỉ trước. Và nếu cái người đó mà lỡ kiếp trước mà hành thiền minh sát nhiều thì kiếp này phải hành thiền minh sát trước, rồi sau này có cần thì hành thiền chỉ sao. Mà bây giờ mình muốn được là làm cho cái bảy cái pháp gọi thất giác chi nó sanh đó, xin thưa quý vị đó, quý vị đọc theo thứ tự của bài kinh 37 phẩm trời đạo sẽ biết tứ niệm thứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi là bát thánh đạo. Nếu chúng tôi được thí dụ là con đường từ đi từ Sài Gòn đi tới Đà Nẵng thì muốn hành cái pháp gọi thất giác chi, nhất là quý vị phải đi tới Đà Nẵng nha. Cái mức cuối cùng là Huế thì phải đi tới Đà Nẵng rồi đó. Còn quý vị này còn mới tới Biên Hòa mà đòi hành thất giác chi có hành cũng không được, bởi vì những cái chi nó không có đủ năng lực để quý vị phát triển cái kiểu đó. Thành ra vô hạ thủ công phu đi từ từ, đi kiểu đó rồi mai mốt thì có chuyện gì xảy ra rất là nguy hiểm. Chúng tôi nói xảy ra là gì, coi chừng đó, đi nhanh quá mà khơi đi không có đúng cái quy tắc của nó là thành hành giả họ tôn là phiền lắm đó. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Huynh Chánh Tâm đã sa thú. Dạ cảm ơn Huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng. Dạ kính chào thầy Kinh đến với đạo tràng. Dạ kính chào thầy ạ. Con không biết là quý cô chú có câu hỏi không ạ? Có thể bấm chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Mến chào Nguyên Như. Nguyên Như có câu hỏi không? Dạ sa thú bàn tay của thầy Kinh. Rồi thầy Kinh, con Nguyên Trang kính mời thầy nha. Thầy sẽ lên, có nhiều câu hỏi rất là hay ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ngài. Dạ kính lễ thượng tọa Liễu Tông, kính lễ chư tôn đức tăng trong room. Thân chào tất cả quý vị. Room đông quá sao ngồi im. Thì chắc nhập ngũ thiền hết rồi. Thank you các quý vị. À thì thấy yêu quá nên đặt câu hỏi để cho gây lại sự sống động lại cho quý vị thức lại không? Ngủ hết. À con vừa nghe sư nói về cái 37 phẩm trời đạo thì con xin kính thỉnh sư giải thích là trong cái tâm sở niệm đó thôi.
con thấy hình như nó có mặt gần như đầy đủ trong 37 phẩm đại đạo. Thì như vậy cái niệm trong tứ niệm xứ, hay cái niệm trong ngũ căn ngũ lực, hay cái niệm trong thức giác chi, hay cái niệm trong bát chánh đạo, thì nó có sự giống nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào nha, thưa sư Quan Hỷ giải thích cho mà. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Nó giống nhau chỉ cái tên, nhưng nó khác nhau về năng lực. Cái thí dụ rất là dễ hiểu. Quỳnh Kinh, nếu mà Quỳnh Kinh đi vô trường sửa giáo vị để mà học đó, mới ra thiếu quý, 10 năm sau có thể đại quý, rồi 10 năm sau lên đại tá, rồi 10 năm sau nữa mới lên được cấp tướng. Khác nhau chứ nó đâu giống nhau được. Nếu mà nói giống thì chỉ giống cái tên thôi. Cái thân thì nó cũng già đi chứ làm sao nó trẻ giống nhau mà mới ra trường được. Thì cái này như vậy chứ mình luyện tập những cái pháp đó nó phải có dài dặn nó mới lên được cái đó, nó mới, nó cái tên nó đã khác rồi mà, phải không? Cái tên từ đầu là niệm sư, tứ niệm xứ rồi Atabi Sambhasano Satima thôi. Còn mà nó lên một chút là gì? Sati Satim Thứ Giá là lên nữa, Sati Phá Lá là lên nữa, Sati Phó Chăng Khá, thấy không? Mà nếu nó lên tới bậc cuối cùng gọi là sấm ma sa tị là phải biết nó giữ thì giữ rồi chứ là phải ấy được, làm sao mà giống nhau được, đâu có giống nhau như thế nào đó. Đó nghĩa là từ dưới là mình bắt đầu từ tới mình xíu thấy danh sắc còn chưa xong, nhưng mà đi lên lần sát là mình không thấy cái đó, mình thấy những cái chuyện khác chứ. Mà nếu mà nó lên tới sấm ma sa tị thì mình thấy nếp thì làm sao nó giống cái cũ được, thấy không? Nam Mô Bổn Thầy. Giá xa thứ dạ, quý vị cúng dường bông hoa lên quý vị ơi. Dạ, lo thức dậy đi à lo trời dạ, nhưng mà con thấy sau này ta chỉ cần tu một cái niệm thôi, ta chỉ cần niệm thân thôi, trong vòng thời gian người ta niệm luôn cái bàn luôn, ta thấy được cái bàn luôn. Thì như thế này có phải là kêu là đốn ngộ không chứ? À, thấy dạo này vụ này nhiều lắm, chỉ cần tu cái niệm xứ mà tu về phòng xẹp thôi, thời gian sau là họ thấy nếp bàn hết trơn. Cùng tỉnh sư Quan Hỷ, cái chuyện này nó sẽ cần phải được hiểu như thế nào. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quỳnh thấy cái ông mà ông nghĩ ra cái đốn ngộ là tại sao, Quỳnh biết không? Thứ nhất đốn là ông đi đốn cây đó. Ông đi đốn cây, cái ông bữa đó đốn cây, cây nó ngã, ông trúng ông đào ở đó, ông khung lưng, ông rên, bởi vì ông người Tàu mà ông rên ngộ. Mấy học trò đến gần nó thầy ngộ rồi, đó là đốn ngộ rồi vậy đó, chứ thật sự là ngộ đào thấy mẫu thân ngộ, chứ làm sao phải đốn gì mà ngộ. Thấy không? Đó là cái đào phải tập từ từ, chứ phải đó phải đi ngoại trừ cái ngộ quá coi chừng. Ở đây có ông nào mà ở Vũ Hán và Long Cự á, mình phải học từ từ để cho nó có năng lực, rồi cái đoạn đường mà gấp rút nó mới lên. Nên nhớ là trong chú giải có thí dụ là mình tập từ cái tệ thứ nhất mà tới qua cái tệ thứ tư rồi đó, thì từ cái tệ thứ tư tới tệ thứ 11 có thể chạy nhanh được đó. Bởi vì những cái đó là nhanh so với những cái tệ khác, nhưng mà tới chạy nhanh nhưng mà nó vẫn có thể bị đứng chạy như thường. Tại thứ 11 tôi sẵn cả rồi, về thái gian tệ xả hành đó. Đó rồi này, nếu mà qua được cái đó rồi nó đi nhanh cái đoạn cuối ha. Nó có những cái lúc nào có lúc nhanh lúc chậm, nhưng mà nên nhớ một chuyện đó, là mình muốn làm như vậy đó là mình phải ục cái tỷ tinh nhu hay quyết cái chị tinh nhu, chứ không phải lúc nào mà cũng vô nháy mắt cái thấy này thấy nọ tưởng mình đắc không có được. Nên cái gì cũng vậy chứ, nếu mà pháp Phật dễ vậy thôi chứ ngài đâu có dùng tới 45 năm trường để đi thuyết pháp giảng đạo cho chúng sanh. Ngài chỉ cần kêu lại đây ngồi làm gì đó, ngồi nữa cái đắc đâu có, thấy không? Chứ những cái gì mà gọi là ông có tỷ tinh nhu, ta nghe ông câu người ta đắc cái đầu óc ta làm việc nó khủng khiếp lắm chứ bộ mình tưởng à, bộ tưởng nghe sao ông đắc, không ai nghe sao ông đắc hết. Tâm sinh việc hàng ngàn ngàn tỷ lần mà phải qua tới 16 cái tệ là nó dữ lắm chứ mà mình tưởng à. Mình đừng nói theo giờ đời, ôi ông nghe sao ông đắc.
Ông nghe xong 5-10 phút của ông, ông nghe từ từ lúc ông nghe tới ông đắc 5-10 phút đó, hàng triệu tỷ cái lộ trình tâm nó chả đâu phải giống như mình mà nó liên tục. Còn mình không có cái đó, mình không có được cái sự liên tục đó, tại vì cái khả năng mình nó tệ quá, làm sao mình có thể mình nhanh được. Bây giờ nói thật sự chứ, chở kinh Nguyên Đại với Sư Lưu Tông hồi xưa mà gặp Đức Phật đi ngang rồi chắp tay xá, ngày ngày cũng cười cười, ngày đi luôn, nhưng ngày đâu thèm nói câu nào đâu, phải nói cũng không hiểu, thấy không? Mà Đức Phật thì không có nói lời vô ích đâu, từ ra mình đừng có nghĩ là bộ người vô ngồi cái lật qua lật lại cái đất à, thì không có chuyện đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thứ dạ, kính trên đường tội Lưu Tông. Để đặt câu hỏi nữa nha quý vị, chuẩn bị câu hỏi nha. Kính thưa sư, nhưng mà trường hợp con thấy ăn mà lá đó, thưa sư, ổng đâu có phải là có người có giới đức có gì đâu, ổng giết ngựa giết 990 mấy người rồi sao mà Đức Phật lại giảng ổng đắc được cái này? Chuyện này thì theo vấn đề này mình phải nên hiểu một cách chính xác cái trạng thái tâm của ông như thế nào, và tại sao ông không có giới mà lấy đâu làm nền tảng để mà ông có thể chứng đắc được cái đạo quả. Con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Nên nhớ ông đó, ông thuộc loại thứ thiệt, và thứ thiệt chỗ nào? Ông vô ông học cái ngay cái học trò rồi này kia, thấy cha nội mình học dở quá, nó muốn loại cho nó ganh tị thôi mà. Thành ra nói với ông thầy, mà ông thầy chắc tu thuộc là dỗ mới tin lại mấy cái ông kia, thành ra mới xúi ổng. Nhưng mà cái nghiệp xấu ông tạo thì dỗ ổng phải đi theo cái điều kiện đó, nhớ cái chuyện đó, nhớ cái chuyện đó. Thành ra khi Đức Phật nói đâu phải ông đắc liền đâu, khi Đức Phật nói ta dừng lại ông ngồi ông suy nghĩ là tại sao ông này ông nói vậy đó. Mà mình đặt trường hợp ví dụ như mình nói ổng là không có tí tệ cũng cỡ mình thôi, làm sao hơn được, xin lỗi. Nếu mà mình được Đức Phật vậy, mà Đức Phật nói ta đứng là người chơi đứng, còn mình đứng là mình cự Đức Phật đó, nó ta được gần chết, mệt gần chết, và ông sao ông nói ông đứng rồi và tôi chạy ông nào theo ông kịp vậy, thấy không? Nhưng mà ông này ông nghe xong nói tại sao ngài nói ngài đứng ngài đi vậy, mà tại sao ngài nói nó phải có cái gì ta nó mới hỏi lại chứ, thấy không? Thì nó ngày nó mới nói ngài đứng từ ác pháp này, đứng lại từ này nọ, đứng lại thì từ đó ông mới sáng mắt ra liền chứ. Khi ông sáng mắt ra rồi, ông mới buông ấy xưa để ông xin làm học trò Đức Phật. Đó. Mà vào nhà, khi mà lọt vào giọng trí của Đức Phật rồi đó, chỉ cần nói là con muốn làm đệ tử ngài là kể như là trong sạch rồi. Thì ngài mới nhận chứ, nếu mà không trong sạch ngài đâu nhận. Đó. So với cái ông bày giá cái trí tuệ ông còn gấp mấy lần ông này phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật nói ngươi đi kiếm đồ đi, chắc ngài không cho tu. Nó tùy theo có một cái duyên nghiệp trong tiền kiếp nào đó, mà chỉ có Đức Phật mới biết, ngài mới thấy cái đó thôi mà thôi. Thành ra mấy cái người mà gặp được Đức Phật á, nó có hai hạng, một cái hạng rất là thứ thiệt, cái hạng rất là thứ dỗm. Nó thứ dỗm như bà Chin Cha này kêu sùm đó là dỗm, còn những đa số thứ thiệt. Bởi vì chúng sanh mà đắc thì có hai hạng, tức là gọi là cái hạng mà nghe từ miệng Đức Phật, và cái hạng nghe từ miệng các bậc thánh tăng học trò của ngài, các bậc thánh văn đó. Thì mai ra có cơ hội chứ cũng chưa chắc. Nhưng mà có nhiều người đó, cái cơ hội có thể đắc, nhưng mà tại vì là làm cái nghiệp chướng nặng nề, giống hạn như vua A Xà Thế đó, làm ngũ nghịch đại tội, rồi đó Đức Phật ngài đã nói rồi, mà nếu mà không có mang cái tội đó thì ta đắc và đạo quả ngay sau khi cái bài pháp của ngài mà. Thấy không? Nó có nhiều cái nhân duyên chồng chống, nghĩa là lắc léo với nhau, từ trong A Tăng kỳ kiếp mà mình sanh ra sanh chết đi sống lại đó, mình tạo rất nhiều cái duyên như vậy đó, chứ đâu phải ấy đâu. Nói cái chuyện mà mình vô bây giờ mình cần vô đây ngồi để mình học từng chữ là biết cái mình là thứ dỗm cỡ nào rồi. Bởi vì 4-5 năm trường Đức Phật ngày nào ngày cũng dùng trong trí ngày quét, sáng lần chiều lần quét hoài ông gặp mình, tức là lúc đó là mình thì lúc đó chắc chỉ có hai hạng thôi. Một là sanh làm người, hoặc là chư thiên thuộc loại tà kiến, không thèm xuống gặp Đức Phật. Cái thứ hai rồi mình là ở trong một trong bốn đường ác đạo, rồi ta thấy Đức Phật đi ngang thì ngó thôi, nhấn nhướng này thôi, chứ không thèm. Thành ra mình mới còn lang thang tới giờ chứ, thấy không?
đâu có đâu phải là chuyện ấy đâu. Tại nên những cái bậc như như lọt giọng ký của ngài là biết thứ thiệt đó. Đó. Tại sao ngài bữa sáng đó ngài không đi chỗ khác mà ngài dùng giọng ký ngài quét cái dính dính trong Angulimala phải không? Tức là nó có những cái duyên nghiệp gì rất là sâu xa, chứ còn mình nói ngang ngang giống như mình nghĩ thì chắc không đúng rồi. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. À, dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú thầy kinh đã lên đặt những câu hỏi và con kính tri ân ngài đã trả lời những câu hỏi ạ. À, dạ, sau đây con thấy bàn tay của Asis Soma Ký Hí. Dạ, Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, con xin xin mít ạ. Dạ, con kính đảnh lễ bà ngôi tâm bảo, kính đảnh lễ quý sư, thầy kinh và đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con có câu hỏi là xin ngài cho hay giải thích hoặc cho tụi con ví dụ về cái mục đích chính của cái xã Ba La Mật và xã Giác Chi và xã Vô Lượng Tâm được không? Dạ, con xin. Nam mô Bố Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, xã Giác Chi tức là đi đã gần tới ấy rồi, trong đó nó có cái chi pháp của nó chứ không phải không. Còn xã Ba La Mật á là tâm thở trí tuệ, nhưng mà cái tâm sở đó đó nó không có phải dùng cái gì khác ngoài trừ cái việc là nó nghĩa là quân bình đối với các điều xảy tới cho mình. Ví dụ điều đó thì xấu hay điều tốt gì sao đó thì cũng như quân bình thôi, chứ không có nghiêng qua cái nào cái khác hết á. Là mỗi một cái nó cái chi pháp của nó, một cái nó đều là nó nằm trong cái mục nào trong pháp hành, thì cái chứ không phải là lúc nào mình cũng nói nó phải vậy thì cái chuyện đó thì rất là khó. Còn mình mà muốn tìm hiểu rồi mình phải ráng học pháp học cho nhiều, hoặc là hành cho tới nơi tới chốn thì mình mới dễ hiểu với cái đó thôi. Chứ còn nó thật sự ra đó mình học mà chưa tới rồi mình hỏi cũng không biết để làm gì, mà cũng chưa chắc là hiểu. Đó. Thành ra chúng tôi khuyên quý vị là nên học theo từng tự pháp đi. Đó. Ừ. Cái xã mà xã Giác Chi nó cũng là tới tâm sở hành xã, như tâm sở ta mất sách tà ta đó. Đó. Nó làm cho đức tin và trí tuệ, rồi quý lý giá tức là tinh tấn, và samathi tức là định. Nó làm cho cái đức tin và trí tuệ, nó làm cho tinh tấn và định nó quân bình với nhau. Không cái nào mạnh, không nào nhẹ, không cái nào trước, không nào sau trong cái pháp mình đi theo để quan sát đối tượng. Và cái nhiệm vụ của tạch đá mất chất tà ta, tức là ưu phải cả sống phốt sân khá này đó, là nó có thể nó làm cho ca má chánh đá với chị kịch trả, rồi ưu thách trả, cục cục trả, ý ná mi thá. Rồi nghĩa là nó kêu bằng nó diệt đó, nó phụ mấy cái pháp khác, nó diệt mấy đó. Và nó làm cho cái đạo quả được, nghĩa là có cơ hội để phát sanh. Đó. Thì cái hội khả trong sẩm phốt sân khá là như vậy, tức là xã Giác Chi. Ví dụ nó làm những cái chuyện đó. Bởi vì khi mà trên đó là nó có 7 chi, mà nếu có nghĩa là 6 cái mấy cái chi nào mà nó không có quân bình nhau thì nó làm cho những cái chi đó quân bình nhau. Còn những cái nào mà nó cần tham lai thì nó giúp cho mấy cái khác làm tiêu diệt những cái đó. Và nó cái nào mà nó cần thì nó sẽ giúp để cho cái đó phát triển, tức là những cái chi pháp trong cái bốn đạo đó. Đó là những cái chuyện. Thành ra nó có như mỗi cái gì nó cũng có cái đối tượng, có cái phương pháp để hành, chứ không phải là mình cứ thấy là nó xả là mình tưởng nó giống nhau. Không phải, cái chi pháp nó khác. Như chúng tôi nói nãy đó, Việt Nam mình cứ lựa cái danh từ nào mà cho nổi theo Tàu đó, cái dịch cái đó hoài. Diện xã đó, mà xã đó, chúng tôi lập đi lại nó có 10 loại khác nhau. Mỗi một loại nó là một chuyện, cái chi pháp nó riêng, cho nên nó không có giống nhau được. Nam mô Bích Thầy á.
Nam mô Bích Thay giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Sister Somagihi và Sa Thú để học tiếp và Sa Thú. Cảm ơn đạo hữu Sister đặt câu hỏi ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Không biết là chị Kim Nhung hôm nay có câu hỏi không ạ? Nguyên Như có câu hỏi không? Cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con thấy room rất là đông. Ô Sa Thú. Dạ. Nguyên Trang xin đọc câu hỏi của đạo hữu Quang India. Con xin đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, quý tu nữ. Kính chào toàn thể chư thiện nam tín nữ. Bạch sư, cho con hỏi, một người cư sĩ có nên hiểu biết thêm giới luật của một xuất gia để tránh đi những lỗi nhỏ? Ví dụ, một cư sĩ nữ không được vào phòng nghỉ của vị tỳ khưu tăng. Xin sư giảng thêm cho hàng hậu học Sa Thú lành thai. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Con kính dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bích Thà, giá kính bạch chư tông, giả kính thưa chư quý vị. Vị này có lẽ là mới vô rung biết với chúng tộc thiên. Tất cả cần sinh nam trình nữ. Có hai cái bộ mà phải cần phải đọc, tức là Bộ Luật của Tỳ Khưu Ni và Bộ Luật của Tỳ Kheo. Là quý vị phải đọc, đọc cho hiểu. Bởi vì nhiệm vụ người cư sĩ thì có ba chuyện, tức là pháp học, pháp hành. Học pháp, hành pháp và hộ pháp. Quý vị muốn hộ pháp thì phải quý vị phải biết cái điều kiện của ông sư bà sư trong thể nào ông ấy. Thành ra nếu mà quý vị không học, quý vị đi chùa mà không học tìm hiểu về giới luật của vị tu sĩ thì quý vị đã tạo cơ hội tốt để cho những người đó lợi dụng sự thiếu hiểu biết của quý vị để nuôi mạng mà thôi. Thành ra đó là những chuyện nên đọc và đọc ấy nữa. Đọc để giúp các chư tăng duy trì giáo pháp, chứ không phải đọc để trình cầu xương làm gì sai rồi đi ra ngoài nói vậy nói bạ nè kêu, cái đó thì không nên. Học để quận, để hộ pháp, tức là khi mà mình học tới đó rồi mình ông xương làm gì kệ ổng, nhưng mà nếu mà ổng làm phạm những cái điều mà trong luật của ổng ấy đó thì quý vị cho một có một cái power, tức là ngốc bác, tức là không có không hộ độ ổng nữa. Mà khi mà quý vị không có hộ độ thì mấy ông sư bà sư đó phải nhìn lại con mình hành đạo hành giới hành pháp của mình nó cỡ nào thì ông ta tự động lại sửa thôi, chứ còn mình không có đứng tay chống tay khuỳnh, tôi đọc sách này rồi ông làm sai này kiêm sùng rồi đó thì không nên. Bởi vì cái chuyện mà ông sư ông bị gì đó sư giải quyết giữa tăng chúng với nhau. Còn mình học để mình bảo vệ giáo pháp, bảo vệ cái đời sống của chư tăng, bảo vệ cái chùa mình đi tới đi lui, chứ không phải học để rình coi người ta làm sai rồi mình ra mình chống tay chống tay mình chửi người đó thì không có đúng cái cách học của cái người cư sĩ. Bởi vì quý vị không đọc cái đó mà quý vị làm sao quý vị biết được, sao quý vị biết sự làm đúng? Nhưng mà không biết mà nghe người ta nói cái đó sai thì mình cứ nghĩ sai là cũng càng chết sớm ha. Sai phải biết chắc chắn sai, cái chuyện nó sai trong luật như thế nào, Đức Phật cấm như thế nào và chi có bao nhiêu chi này kia ông chồng đó, thì khi đó mình nếu có dịp thì mình chỉ nói với cái vị sư nào mà nghĩa là lớn nhất trong chùa đó để cho vị sư mấy vị sư ta hợp nhau ta quyết định để dễ biết cái điều đó, chứ còn mình không có nên dùng pháp học của mình để đi rình đập người ta, không có nên. Hoặc là học để lâu lâu vô mấy cái room này cái lên nổ cho người ta biết rồi mình cũng thuộc cái loại là biết nhiều gì giới luật này kia xong thì cái đó là không nên. Đó, thành ra nên xem trong năm mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo trang. Dạ dạ con đã thấy đạo hữu Quan Indi đã sa thú ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính cảm ơn ngài, kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi để chúng con được học hỏi thêm ạ. Dạ câu câu hỏi và câu trả lời rất là hay ạ. Con học hỏi rất là nhiều.
Dạ, sa thú. Dạ, con Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Nguyên Như ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính lãnh lễ Ngài Liễu Tông, con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lãnh lễ Thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo trang. Dạ, thưa bạch Ngài Liễu Tông, Nguyên Như có một câu hỏi là khi mà tụi con học tới cái chỗ mà tứ thiền đó Ngài, thì cái chỗ đó là nó chỉ còn lạc và định, nó không có còn những cái chi pháp kia nữa. Nhưng mà như vậy tại sao trên bảng niêu tụi con vẫn cái thấy cái vòng tròn màu đỏ, có nghĩa là hỷ vậy thưa Ngài? Và xin Ngài giải thích cái chỗ đó cho tụi con thêm một chút xíu để có thể hiểu rộng rãi hơn thưa Ngài. Và con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, cái bảng mà vẽ màu đỏ màu đen này chúng tôi không có rõ cái màu đó tượng trưng cho cái gì. Nhưng mà quý vị cứ tính thiền á, thiền nó có nói theo chi đó thì thiền bốn chi hoặc thiền năm chi. Thiền bốn chi là chà tụt thạ nó giá, mà thiền năm chi là bên chà cả nó giá. Chứ còn không có cái vụ mà thiền nói theo tạng kinh nó như thế này, tạng di diệu pháp như vậy, không có cái chuyện đó. Thiền bốn chi tức là bốn tầng thiền á, và thiền năm chi tức là tính năm, tức là nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền là tính thiền năm chi. Mà nhất thiền, tam thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gọi thiền bốn chi. Thì thiền bốn chi nó khác thiền năm chi chỗ nào? Nó khác thiền năm chi là thiền thứ nhất thì diệt một cái, rồi cái tới qua thiền thứ hai nó diệt cả hai. Nên thành ra quý vị đọc bao nhiêu thì thấy thứ nhất là quý tất cả quý cha ra bi tỳ sục hạ e gạch cái ta, và thiền bốn chi đó, cái thứ hai đó là bi tỳ sục hạ e gạch cái ta sẽ tăng đó. Còn cái kia thì nó trừ trừ từ cái, ví dụ như là quý tất cả quý cha ra bi tỳ sục hạ e gạch cái ta sẽ tăng, và cái thứ hai là quý cha ra bi tỳ sục hạ ta sẽ tăng đó, chứ nó không có diệt một lần hai chi. Trong tạng kinh vẫn nói thiền năm chi như thường. Đây là bằng chứng là quý vị vô trong bài kinh Tùy Phiền Não. Quý vị chờ chúng tôi chút là chúng tôi lấy cái coi cái bài kinh đầu cho tên quý vị lãnh này đi đọc để cho chúng tôi nói có sách mách có chứng nha. Mình không có nói riêng mình được. Quý vị chờ chúng tôi vài phút. Bài kinh tôi nhớ bài kinh là bài kinh Tùy Phiền Não, nhưng mà để coi số mấy, bài kinh số 128. Gì nào rảnh vô coi bài kinh số 128. Nó là trong tạng kinh đàng hoàng Đức Phật vẫn nói năm chi như thường. Bài kinh số 128, cô như rảnh là đọc cái bài kinh nó thấy thì năm chi như thường. Thì bây giờ tới cái thiền thứ tư thì nó phải bỏ ra, đúng rồi, thiền bài kinh thiền năm chi, tức là bài kinh Tùy Phiền Não đó. Vẫn nói năm chi thường đó, là bài kinh này trong tạng kinh đàng hoàng vẫn nói đúng năm chi như thường. Thành ra bây giờ đó thì tại sao mình lên là nói là như là cái thiền thứ tư đó mà thuộc thiền năm chi á, thì nó còn hai cái, tức là sục hạ ê gạch cái ta sẽ tăng, và thiền thứ năm là ô bệ khả ê gạch cái ta sẽ tăng. Đó là hai cái nó khác nhau, là khác chỗ đó. Còn thiền bốn chi thì cũng vậy, nó thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là nó tới ô bệ khả sẽ cái ta tăng, mà thiền thứ ba thì nó mới là sự sụp đạn. Là tùy theo cái chi thiền mà được các chi thiền khác nó loại bỏ ra đó. Nếu từ các tầng tiền loại bỏ ra đó, mình tính từ đó thì nó mới cái loại ra những cái chuyện đó. Còn người ta có đánh dấu như thế nào thì chúng tôi không rõ, tại vì chúng tôi thường thường á, chúng tôi không có coi mấy cái bản niêu của Việt Nam. Bản niêu này thì nước nào nó cũng có đó, chứ không phải không có, Thái nó cũng có, của Miến Điện nó cũng có, nhưng mà mỗi cái cách vẽ tùy theo cái chi của nó thì nó không có ấy. Nhưng mà
Nhưng mà tại vì chúng tôi thì đọc ba đi cho nó gọn hơn, mà giờ tiếng Việt mình nhiều khi cái gì đó tầm tứ hỷ lạc định nhiều việc nghe kêu dần chúng ta không quen, tại vì chúng tôi từ lúc học cho tới lúc nãy bên Thái bên Miến Điện là nó bắt đọc ba đi không à, chứ nó không có cho, rồi nó giảng thì nó mới giảng bằng tiếng Thái hay giảng tiếng Miến Điện, còn khi mà học là học ba đi hết, chứ cái lúc học rồi không học tiếng tiếng ngôn ngữ địa phương đó. Thành ra đọc thì cho anh hiểu. Thành ra không biết cái cô thắc mắc là tại cái màu nó như thế nào thì chúng tôi không có rõ, nhưng mà thì cứ tính vậy đó ha, tính theo chi thiền như vậy đó. Thì cái chi thiền là nó có như vậy, có vậy thì mình tính theo chi thiền để biết nó là cái gì thôi, chứ còn có những cái thì không có, mỗi cái bản nó khác nhau để chúng tôi không có rõ được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, nắc mô một bức thầy gia. Dạ, con kính tri ân ngài. Con nghe ngài dạy tới cái chỗ bản 128, mà cái đó là tạng kinh mà trong bộ nào hả thưa ngài? Con không có nghe rõ chỗ, con chỉ nghe được là 128, mà con không biết là thuộc bài nào thưa ngài. Ngài nói là tùy phiền não phải không ngài? Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kinh Thừa Chủ Vị. Bài kinh từ phiền não trong Trung Bộ Kinh. Bài đó là trong Trung Bộ Kinh. Trong Trung Bộ Kinh, cái đoạn gần cuối cùng nói rất rõ ràng là cái đó cũng năm chi như thường, chứ không phải là bốn chi nha. Thành ra quý vị vô đọc sẽ thấy. Đây là cái đoạn kinh này, là đoạn đó nè. Rồi này các Anuruddha, ta tu tập định có tầm có tứ. Ta tu tập định không có tầm chỉ có tứ. Ta tu tập định không tầm không tứ. Ta tu tập định có hỷ, ta tu tập định không hỷ. Ta tu tập định có câu hữu với lạc, ta tu tập định câu hữu với xả. Tức là vẫn năm chi như thường. Thành ra những ai mà nói theo tạng kinh thì vừa có năm chi, theo tạng luật là bốn chi, thì cái đó nói cái đó là nó không chính xác. Bởi vì thì cái bài kinh này trong Trung Bộ Kinh, tức là vẫn là bài tạng kinh như thường, vẫn nói thiền năm chi như thường, tức là có đủ năm chi tầm tứ hỷ lạc đàng hoàng, chứ không có phải như thế như nhiều người nói là phải cái này theo kia theo nọ. Không phải, trong theo tạng kinh vẫn năm chi, tạng di pháp vẫn năm chi như thường. Thành ra quý vị muốn biết cái đoạn nào khi mà nói là theo tạng kinh theo ấy đó, trong Pali nó có hai chữ. Nếu mà giải thích theo tạng kinh nó gọi là Sotanta Pha Chaniya. Còn giải thích theo tạng di pháp thì nó gọi là Abhidhamma Pha Chaniya. Tức là cái bài kinh đó hay cái đoạn kinh đó giải thích khác nhau giữa hai bộ kinh và bộ di pháp. Chứ còn nếu mà không có chữ Sotanta Pha Chaniya hay là Abhidhamma Pha Chaniya thì cái đó là nói theo chi hoặc là nói theo những cái pháp nào mà thôi. Là Mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ, con xin có một câu hỏi general một chút. Tự vì con có nhiều vị Phật tử lớn tuổi mà cũng ở trong chùa của Quy Như đi đó thưa ngài, thì tụi con có khuyên là học Bali. Thì những vị này là nói là từ khi mà mình học Bali đó thì mình phải cần phải có đọc sách Bali, rồi mình phải đọc mà khó quá. Có những vị thì lớn tuổi rồi, con thấy có ba bốn bác là không có nói là không cần thiết để mà học. Thứ nhất là lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là khi mà đọc thì đọc tiếng Việt được rồi, cần gì phải đọc tiếng Bali. Và thưa ngài, ngài có thể chia sẻ dùm cho con và đạo tràng những vị đó có nên học hay không, hay là lúc đó lớn tuổi rồi không cần thiết nữa bạch ngài. Và con xin dâng mic tài cho ngài ạ. Nam mô Bố Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tại vì có lẽ là học không quen rồi nói khó, chứ thật sự ra xin thưa quý vị đó, ở trong thời mà chúng tôi đi học đó, có hai cái sự việc xảy ra để nói rằng cái chuyện mà già hay trẻ đó nó không có quan trọng, và cái chuyện nhiều khi có những cái khuyết tật nó cũng không phải là cái điều kiện để mình nói là mình không có học. Thứ nhất
là có ông coi công chức của Thái, khi ông bắt đầu ông đi học di diệu pháp đó thì ông nghỉ hưu rồi ông mới đi học, và khi ông học mà ông lấy được cái nghĩa đậu cái bằng á, chưa kịp lấy bằng thì ông đi ra nghĩa địa ông nằm rồi ông chết. Tại vì ông học đó là người ta học khoảng 10 năm, ông học tới 12 năm, 13 năm gì đó. Ông đi hưu rồi ông học 12, 13 năm nữa. Ông coi cái bản đậu xong về ông ngồi ông chờ ngày phát bằng, nhưng mà ông đi đoàn tụ đó. Cái người thứ hai là rất là, nghĩa là phải nói là chúng tôi là bái phục 100%. Là một cái bà đó bị mù mắt. Bà đi học, bà dẫn theo một cô ở. Thì ông sư ở trên, ông giảng sư trên, ông nói là bà với bà lặp lại câu đó thôi. Còn cái phần mà ghi đồ này kia, chồng đó, cái cô ở đó làm, ghi hết. Rồi cô ở đó mới về nhà mới đọc lại, kêu bà đọc cái chỗ nào đặt cái cô đó đọc lại cái điều cô ghi ghi gì đó. Mà vẫn học xong vi pháp thường. Và sau này cái bà đó đó, bà cùng một những người mà không có mù mắt đó, súng nhau lại làm một cái nghĩa là tài liệu để học diệu pháp, học như thế nào. Tức là trên cái miếng gỗ đó, thí dụ như tám tâm tham thì con gỗ là sẽ tám cái lỗ, thì họ lấy họ là đẽo tám cái cây đó, mỗi lần hãy nói cái cầm cái cây cái mò cái lỗ đó, nó tâm tham hỏi hợp tài vô chợ chợ gì đó, cái bà lấy cái cây đó mà cắm vô cái lỗ đó, mà hãy nói cái tâm tham mà tiên ly tà hữu trợ, cái bà lấy bà cũng mò cắm vô vậy đó, để đi dạy cho những người mù như bà học gì pháp, người ta vẫn học được như thường. Thì mình nói là già rồi, nói chuyện đó nói chơi, tại vì mình không có cái tắc ý để mình làm cái chuyện làm sao không có già vậy đó, nghe không? Bởi vì cái thân già nhưng cái tâm nó không có già, nó quý vị nên nhớ chuyện đó. Cái tâm nó xem chuyện nhanh nhưng nó không có già, nhưng mà cái thân nó già làm biến quá già. Cái thân nó không có già đó. Hai cái người đó đó chúng tôi nghĩa là nhớ cả đời, chúng tôi vẫn kính phục những cái người vậy. Nhớ là học mà nó nổi mà ai thấy đều nghĩa là nghiêng mình hết đó, chứ không có giỡn nó vậy đó. Còn người mù nhưng học tới nơi giống còn làm lại những cái mà giống như cái mà sách dùng tay mò để cắm lỗ đó là biết là không phải là chuyện dễ đâu đó. Còn cái ông kia thì chưa thấy bằng là đi đoàn tụ rồi. Nam mô Bích Thầy á. Thành ra lớn nhỏ gì ông còn biết, ráng học đi. Bây giờ đọc không được thì kiếm cái người nào đọc xong rồi người ta đọc vô cái đó, cái mở ra nghe, đọc vô cái mấy cái băng đó, mở ra nghe. Nghe điếc thuộc thôi, chứ không có gì đó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, nguyên như con xin kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, nguyên như cũng có một câu hỏi nữa đối với ngài là tụi con đang học ở trong lớp về cái vấn đề là địa ngục á, thưa ngài. Thì hồi nhỏ đến lớn nguyên như cũng có đi chùa, nguyên như thấy có nhiều vị thầy và nhiều vị sư, con không biết là có phải học không có học pháp hay không, mà họ nhất định là họ nói là không có địa ngục. Địa ngục là chỉ ở cái tâm của mình, mỗi lần mà cái tâm mình mà khổ đau á thì nó chính là địa ngục rồi, chứ thiệt ra địa ngục nó không có thật, nó không có một cái chỗ nào ở trên cái thế gian này, hoặc là trong cái 31 cõi nó không có cái vụ đó, mà chỉ là tưởng tượng như thôi. Như vậy thì những cái đó có gọi là tà kiến hay không, hay là cái đó là gọi là không biết gì hết, cái đó mình phải làm sao thưa ngài? Và con xin dâng bức tài cho ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn ngài giả, kính thưa quý vị, thời buổi này nhiều lắm, anh nhiều cái người mà phủ nhận giáo pháp Đức Phật lắm, ngay cả những có một vài cái gì mà nổi tiếng rồi đó mà vẫn nói gì pháp không phải là Phật ngôn đó, là biết thì phải biết nó như thế nào. Chuyện đó mình đã bỏ qua đi, mình đừng ấy. Còn người nào muốn tìm hiểu thì mình nói nha. Chứ còn mà không ấy thôi, bởi vì những cái địa ngục này đó là Đức Phật nói vẫn rất là vắn tắt, nhưng mà đa số là chú giải hoặc giải thích thêm động ra, mình nhớ chuyện đó. Thành ra mình nói là Đức Phật không giải cũng không được, cũng giống như tiền tiền thân Đức Phật ấy. Quý vị thấy 500 mấy chục chuyện đó, Đức Phật chỉ nói có một câu giống như một câu kinh Pháp Cú thôi, chứ không có nhiều. Rồi có những cái phần sau này đó Đức Phật giải thích thêm, nhưng cái số giải thích rất ít.
Thành ra sau này chú giải tôi mà giải thích thành chuyện này chuyện nọ rồi này kia rồi đó, nhưng mà mình nói chuyện tiền thân cái đó là không phải của Đức Phật thuyết, cái đó nói đó là không có đúng, nghĩa là bắt đầu từ Đức Phật đó. Nghe, còn những cái người nào mà nói cái đó không có đó thì thôi bỏ qua đi, mình cãi rồi mình đâu có thần thông đâu mình chứng minh được à. Nhưng mà cái đó là Đức Phật dạy đàng hoàng chứ không phải là Đức Phật dạy. Nhưng mà điều đó chúng tôi nói Đức Phật dạy cái gì lại rất là vắn tắt đó. Thành ra khi mà mình học đây đó là mình dựa thêm chú giải, dựa thêm chớ giải này kia để mình học à. Nghĩa là cung trời đồ này kia xùm rồi đó. Nghĩa là cung trời thì dễ hiểu rồi, nó đọc trong bài kinh đầu tiên rồi, bài thăm má chạp bà quát tánh sự tả là có rồi. Nghĩa là chư thiên nghe từng cõi tứ đại thiên dương xả thú, cõi trên nghe tiếng xả thú, xả thú theo tiếp tục vậy đó. Lên tới cõi hết cõi sắc giới thôi, chứ cõi vô sắc thì nghe không được, mà cõi vô tưởng cũng nghe không có được. Thành ra nó vẫn có hết, mà điều tại mình cứ nghĩ là nói vậy vậy, nhưng mà đối với những người đó mình không có thầy vợ không đâu, mình ra mình nói tới nó lui để cho tâm mình nó lại sân hận mệt lắm. Cái chuyện đó có đó chứ không phải là không có đâu. Còn khi nào mình không có ấy, giống như chúng tôi nói này đó, cái gì đánh cái chữ đó lên cái Google, đánh chữ là lục ra, lục những cái nhà mà nghiên cứu về Phật giáo nguyên thủy để coi cái đó trong kinh có hay không. Bởi vì bây giờ đó đa số là kinh ngụy tạo rất là nhiều, quý vị không biết cỡ nào thì quý vị cũng lên đó, lên Google đánh cái kinh ngụy tạo, rất nhiều người họ viết những loại kinh nào thuộc loại kinh ngụy tạo. Còn cái của nguyên thủy thì họ không có chê được, là tại lý do là tại vì nguyên thủy dựa theo cái bản mà cái tập tâm tạng lần thứ nhất cho tới bây giờ đó, và cái tập tâm tạng vậy đó. Mà hồi xưa đó mấy cái vị mà học mà thứ thiệt đó, nghe học rồi để kết tập tâm tạng đó, họ đâu có biết chữ viết đâu, tại giờ đó chưa có chữ viết. Bali là loại âm ngữ chứ không phải là ngôn ngữ, nhớ chuyện đó. Thành ra cái thầy đọc câu nào mình cứ đọc thuộc, cái đọc thuộc riết họ dần giữ được 84.000 bài pháp của Đức Phật là biết. Thành ra cái chuyện học nó không có, đều mình có đủ can đảm hay không mà thôi, chứ mình đọc không hiểu mình nói khó cái mình ấy rồi cái đi ra rồi tìm lý do này lý do nọ nói để chứng minh rằng tại sao tôi không học. Cái chuyện đó là mình có đi đôi co cũng vô ích thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Xà thú, dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Hà ơi, Hà cho Nguyên Như hỏi một câu hỏi nữa, xong rồi Nguyên Như nhường lại cho Hà nha. Dạ thưa ngài, cái này là con thắc mắc cũng lâu rồi, là cái bản Di Diệu Pháp mà tụi con học bây giờ với lại con thấy ở trên internet nó đăng á, thưa ngài, có một vị hỏi con á, là cái này á là gọi là international, có nghĩa là tất cả mọi nước đều dùng cái bản này. Nhưng mà theo con thấy thì hình như cái bản này của ngài Tịnh Sự ghi về nó sẽ giống cái bản ở bên Việt Nam và bản của Thái Lan thôi, phải không ngài? Hay là Mỹ rồi tất cả mấy trăm nước ở trên thế giới đều xài cái một cái bản Di Diệu Pháp giống như mình mà nhiều thứ tiếng khác nhau vậy ngài? Dạ con xin chân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hề Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Thật sự ra cái bản đó chỉ có bình Thái và Miến Điện có thôi. Nhưng mà cái cách vẽ của mỗi nước nó không có giống nhau hoàn toàn, giống như cái bản ngày xưa là bài cũng từ cái bản đó. Nhưng mà ngày làm theo cái kiểu Việt Nam học hiểu. Tại vì coi trong cái bản, mấy cái bản của website của ông Bình Đăng Sơn, nó thấy không? Nó có ba cái vẽ tâm, cũng có mấy loại vẽ khác nhau. Nó chỉ có Tích Lan thì nó không có. Thì chúng tôi biết là không có là tại vì lúc mà tôi qua bên thị sĩ để tôi có người mời đi qua đó dạy về pháp đó, tôi qua đó thì cái người mà học ta ở gần cái chùa Tích Lan, ta mới nói với ông Tích Lan học cái đó. Thì hôm qua giờ mà thấy sao lạ, họ thấy cái gì mà nhộng tròn vậy đó. Thì họ có xin gặp tới gặp để hỏi chuyện đó, thì nó cái này lại dựa vào cái bản Thắng Pháp Tạo Lực đi vẽ ra để dễ nhớ. Nhưng mà cái ông kia ông nói là chúng tôi thuộc lòng cái đó hết mà. Họ đọc y chang vậy đó. Nhưng mà họ tên nó đọc lòng, bây giờ có người ta học ta chưa thuộc, ta cần cái gì để giúp ta có trí nhớ thì cái này nè. Thì cũng chỉ cái ô nhất như vậy, ok vậy. Cái ông đã quá, ông xin liền, ông nói cho tôi mấy cái bản không tài xưa đó. Xưa qua đó xưa cũng vẽ không trước vậy đó. Rồi cái
học tới đâu rồi sơn tới đó thôi, chứ không có sơn một lần. Ví dụ bữa nay học 18 năm bất thiện thì chỉ rồi liền thôi, ngày mai lấy cái bản khác, ngày mai lấy bản khác vẽ thêm, rồi sau đó rồi ai muốn vẽ thành một cái bản riêng của mình thì cứ vẽ. Còn cái này thì cũng 121 trắng không vậy đó. Rồi bữa nay học 8 tâm thì vẽ đó, ngày mai học thêm 200 sơn thì lấy cái tờ giấy khác là vẽ, chứ không có vẽ một lần khó nhớ lắm. Rồi sau này khi nào mình học hết cái đó rồi đó, mình muốn theo cái kiểu mình cho dễ nhớ, hay kiểu nào mình design cái kiểu mình ra, rồi mình gộp lại cái điều mình học là 8 năm tham, nên để sao cái đó là do mình. Chứ còn không có, bởi vì cái bản của Miếng Điện nó khác, bản của Thái nó cũng khác. Rồi ngày nhưng mà mấy ông sư Thái thì không có nói là cái bản mà của ngài, thật sự ngày sửa lại đó, cái bản đó trong nó dễ hơn là mấy cái bản kia. Nó tại vì mấy cái bản kia họ vẽ rồi phía dưới họ có thêm số thêm diện gì đó là nó hơi lộn xộn chút, đối với mấy cái người mà có qua tay họ làm thì nó không giống nhau. Thành ra đa số Việt Nam là học theo cái bản của ngài Tịnh Sự, nó cũng dựa vào tất cả vậy thôi, bởi vì nó giống nhau đó, chỉ có Tích Lan là không có bản đó mà thôi. Nam Mô Bích Thầy. Dạ con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ bây giờ con xin nhường mic lại cho chị Hà. Dạ xưa mời chị ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ ngài Tịnh Sự, ông anh ngài Liễu Tông. Dạ. Dạ kính chào thầy kinh. Dạ con có câu hỏi xưa thưa ngài, tại vì con trong cái là tâm sở hữu tạ tha thì con thấy có tâm sở hữu tư với lại tác ý, mà con thấy còn hơi lộng cộng cái này, con không biết sự khác biệt giữa tâm sở tư với tác ý, thì xin ngài cho con cái định nghĩa, với lại nếu mà ngài có thể cho con cái ví dụ luôn để cho con hiểu luôn ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xuống. Nam mô Bổn Sư Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kinh thưa chư vị, tâm sở tư là chê tà na, tâm sở tác ý là má ná sĩ ca rá. Thành ra tại vì mình dịch nhiều khi nó không có chính xác nhiều, thành ra mình cứ dịch như vậy đó. Thì mình nghĩa là nó trắng ra là mình rất là khó có biết nó như thế nào. Nó có ba cái tâm sở mà tương đối là nếu mình không học, mình không để ý đó, mình dễ bị lắm. Tức là tâm sở tầm, tâm sở tư, rồi tâm sở nó na sĩ ca rá, tức là tâm sở tác ý đó. Thành ra mình học cho nó kỹ mấy cái đó, rồi sau này đó mình có dịp dùng á thì mình mới nhớ được. Thành thì còn nếu mình không có dịp dùng đó mình không có nhớ. Nhưng mà trong sớ giải, người ta có thí dụ vậy nè. Tâm sở tầm với tất cả đó, tức là pháp nâng tâm về đối tượng. Nhưng mà cái ý nghĩa nó tương tự như tâm sở tác ý là có pháp tâm sở tác ý, tức là chetana đó, là pháp có chủ tâm đến đối tượng. Và tâm sở manasikara là pháp để tâm hay quan tâm đến đối tượng. Thầy là chú giải mới cho cái thí dụ để mình hiểu ba cái tâm sở đó nó làm việc như thế nào. Qua cái việc mà đô thiền á, ta lấy cái thí dụ cái đô thiền. Thì cái tâm sở mà chetana đó, tâm sở tác ý chetana đó, dí như người đứng đầu thiền. Người đứng đầu thiền để làm gì? Cái người đó chỉ có nhiệm vụ là giật lấy cây cờ, nghĩa là khi đạt đến mục tiêu đó là cái gì thì còn cái gì thì khác, người ta không để ý. Mục tiêu thì nhắm cái lá cờ, khi nào cái mũi thiền mà nó chú vô đó là cái giật thôi. Cái thứ hai, tâm sở chú ý manasikara giống như người cầm lái, người nào không có nhiệm vụ bơi hay đi, chỉ có nhiệm vụ làm cho thiền đi thẳng tới mà thôi đó. Thì đi thẳng tới cái giới mục tiêu là cây cờ. Cái thứ ba là tâm sở tầm với tất cả chê ta giống như người chào thiền ở giữa đó, chỉ có nhiệm vụ làm cho thiền đi tới trước chứ không còn biết nay đâu. Đó. Ba cái loại tâm sở đó được thí dụ giống như vậy đó. Thí dụ quý vị nghe ba tâm sở đó, quý vị có thể hiểu được là tác ý hay chú ý hay cái gì đó, nó nói là như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú là Nguyên Như, Sister Somagihi đã đặt câu hỏi ạ.
hồi nãy Nguyễn Trang thấy cái bàn tay của chị Kim Nhung, không biết chị có phải giơ tay không ạ? À? Dạ, không biết chị Kim Nhung có câu hỏi không? Nếu mà chị Kim Nhung có câu hỏi Nguyễn Trang, dạ xa thú chị, dạ em kính gửi mic lại cho chị ạ. À. Alo, dạ con Kim Nhung ạ. À. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ các quý sư, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, con kính lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Con rất tri ân những câu trả lời rất thú vị của ngài Liễu Tông, và con cũng kính tri ân các câu hỏi của các quý đạo hữu. Ừ, nhất là thầy Kinh đã làm cho đạo tràng sống động thêm, và cũng là để cho con có dịp để hiểu thêm về giáo pháp. Thì con cũng có một câu hỏi nhỏ nhỏ như thế này. Khi mà con học ở trong vi diệu pháp á, thì con được biết á, là xung quanh cái môi trường mà mình đang sống á, thì có rất là nhiều chúng sanh. Thì ở xung quanh, ở trong, ở phía trên, phía dưới, xung quanh, rồi cây cối, ở trong giường, trong tủ, thì cũng có những chúng sanh nó trú ngụ ở đó. Thì các vị thầy cũng dạy là khi mà mình làm một việc phước thiện nào đó thì mình nên hồi hướng cho chúng sanh và thiên, và rồi ngay cả diêm vương mình cũng nên hồi hướng. Thì con cũng chưa hiểu khi mà mình hồi hướng thì chúng sanh nó ở gần có, ở xa có, thì mình sử dụng như thế, mình làm cách nào để cho nó tốt, nó tức là mình niệm trong lòng, hay là mình tác ý, mình nói thành lời, hay là mình dùng ngôn ngữ nào, tại vì có những chúng sanh ở xa, những chúng sanh ở gần, con cũng chưa hiểu là mình sẽ làm như thế nào thì nó tốt hơn ạ. Dạ, con có cái điều đó con còn bị vướng mắc. À, con kính tri ân ngài Liễu Tông giảng giải giúp con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chủ vị, thật ra là chúng sanh thì tất cả các loại chúng sanh đều, mình khi mình hướng tâm mình hồi hướng có thể hồi hướng bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái điều kiện nhận là tùy theo cá nhân người đó. Cái nhân người đó chứ không phải là do mình muốn làm một chuyện. Nhưng mà nói đúng ra trong kinh điển thì nói tới năm hạng người mà thôi. Năm hạng người đó thì sau khi chết có thể là có khả năng để nhận cái đó, còn mấy khác không có. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là quý vị khi mà quý vị nghĩ tới chư thiên, hay quý vị làm tụng kinh hay làm cái gì đó, quý vị nên nhớ là quý vị đang tìm người bạn để mình kết thân. Ví dụ mình hồi hướng tới chư thiên vậy đó, mình đừng có nghĩ là mình cho phước cho chư thiên, không có gì đâu. Bởi vì cái phước của mình nó yếu lắm, phước chư thiên nó nhiều hơn. Thành ra khi mình nghĩ tới chư thiên, tức là muốn kết bạn với người ta để làm gì, để cho người ta nghĩa là quan hỷ với những hành động của mình, hoặc là mình tụng kinh cái gì đó, để mình nói mình tụng kinh để trừ ma quỷ, nói cho nó đó là Đức Phật không có dạy. Mình tụng kinh để làm gì? Để cho ma quỷ nó bớt cái tật xấu của nó, chứ không phải là để là mình diệt nó hay là mình làm gì. Bởi vì nói chuyện mà tụng kinh để đi sát sanh thì cái chuyện đó không ai dạy đó. Nhưng mà thường thường mình cứ đem chú, đem kinh để mình sợ nó dễ nhát mình, cái mình tụng nó cho nó chết, cho nó dùng khác hết đó. Thì đó là cái tư tưởng nó rất là sai quấy. Vì anh nhớ quý vị hồi hướng là để kết thân với thiên, mà gì cho phước người ta, để quý vị tìm những cái sự thay đổi của họ đối với mình từ xưa tới giờ. Ví dụ như hàng xóm mình xưa giờ nó kênh mình hoài, lâu lâu mình có món ngon vật lạ, có thể nó không có ăn, nhưng mà cũng đem qua mình cho nó, cái là từ đó sau nó có thiện cảm với mình thì lại sống như vậy đó. Thì việc của người phước mình cũng giống như vậy. Nhưng mà khi mình làm đó, mình muốn làm đó, thì mà làm nó có kết quả đó, thì mình phải dựa vào số cái điều kiện mà trong kinh điển dạy, chứ phải không. Thí dụ như muốn hồi hướng cho người chết và người chết nhận được đó, cái đó phải tắc khi na đa ná, tức là hồi hướng cúng dường vật thực đến chư tăng.
chứ không phải là mình đem cho ăn mày là mình cũng hồi hướng được. Đồng ý mình hồi hướng, nghĩa là chắc không ai nhận đâu, vì nó yếu xìu hướng đến lắm. Thành đang thường của mình cái đó, đó thường cái đó là mình ví dụ mình cho ăn mày cho này kia sợ mình nên nhờ cái hướng đó mình nguyện cho mình đúng hơn là mình cho với cho anh ta tao không nhận đó, quá yếu nó không có tới. Tại sao hồi tới chưa tăng, bởi vì làm phước tới tăng chúng cái phước đó, cái kết quả nó có năng lực đó. Còn nếu mình hồi hướng cho thân nhân mình đã quá giảng thì thân nhân quá giảng muốn nhận được cái phước đó chỉ có một hạng người mà thôi, rất là nhà quỷ. Nhà quỷ nó có hai mấy loại, chỉ có một loại duy nhất là nhận được cái phước báo của thân nhân hồi hướng mà thôi. Thì cái hạng nhà quỷ đó tên là Bà Rá Thách Tạ Bà Chi Quy Quy Kỳ Bà Chi Quy, tức là chúng sanh nó đói nó không ăn gì được ngoài trừ cái phước mà mình thân nhân hồi hướng mà thôi. Nên mình làm mình phải học một số cái điều kiện vậy đó, để khi mình làm cái nó mới có kết quả. Chứ còn không mình cứ làm cái mình cái nhắm mắt hồi hướng cho tất cả chúng sanh rồi này kia xong, thật sự ra đó họ cũng đâu biết mình là ai đâu họ nhận. Còn cái người thân mình sẽ gì, tại sao mình hồi hướng người ta biết? Tại vì thường đó là quý vị đọc cái bài kinh Tỷ Lô Cụt Thạ trong tiểu bộ kinh đó sẽ thấy, nghĩa là thân nhân mình mà lỡ sanh về cõi đó là luôn luôn nó lãng giảng nhà ấy này kia, thường lâu lâu mình thấy nó là vậy đó, thấy nó cái mình sợ ma cái mình thấy là lãng giảng lì giảng cái mình mời thầy bói thầy tới tụng chú tụng thiếm rồi này kia để đuổi nó đi, cái đó là thầu lao nhất đó, nó không có nên làm. Khi mà người mà mất còn thấy lãng giảng giống như người mà đều bắt ra kem sầm, tức là họ muốn xin phước mình thì mình lại làm phước tới chư tăng đâm nổi phước báo cho người ta. Chứ ở đó mình đi làm mấy chuyện mời kêu mời mấy ông thầy pháp thầy tụng người tới rộng để ếm rồi này kia làm bắt quái đồ gì treo cửa, đó là tào lao nhất đó, bởi vì cái tư tưởng đó là cái tư tưởng mà không thể chấp nhận trong cái giáo pháp Đức Phật được. Anh ta mình làm như vậy chịu có học hỏi để mình biết mình nên làm cái gì cho nó đúng, nó làm như vậy. Mình ở đời là cần cái đừng nói có nhiều người mà nó nhát mình đó, chưa chắc nó là ma quỷ, nó nhớ chuyện đó. Quý vị thấy mấy cái ông mà mấy cái ông sư mà giới hạnh vô tu đàng hoàng trong rừng đó, mấy anh cha mà tướng nhát toàn là chư thiên không ai chơi, thấy không? Thì mấy ông sợ quá cái mong về muốn trình Đức Phật nói tại vì cứu các người đi tao quên các người không mang vũ khí theo. Mấy ông kia đảo nghe nó có vũ khí đảo quá, tưởng gì vô ngày dạy cho bà kinh mít Karani cho bà kinh rẻ thông thường thôi chứ có ai đâu đó. Nghe không, vũ khí là vậy đó, vũ khí của mình là cái thứ đó chứ không phải là mang dao mang búa tới chờ nó ra là nạnh, không có. Nghe không, thành ra tất cả những việc gì mình làm đó là chỉ mục tiêu là chỉ để kết bạn mà bớt thù thôi. Nghĩa là bớt thù không phải là mình đuổi nó đi, mà nó làm cho nó cái sự sân hận của nó bớt đi, nó đổi thái độ nó vậy thôi. Nó chứ đâu phải dễ đâu, mình muốn làm gì phải đàng hoàng học đàng hoàng làm cho đúng thì cái đó nó mới có kết quả. Chứ còn không cái hãy hở ra rồi thầy bói thì tụng cái coi dốt hoài vậy đó, mở ra rồi đưa tay bắt chuồn chuồn không biết có trúng ai không, nó bỏ vô hủ cái dáng này. Nếu mà có thật mà đúng vậy đó là mình đã gieo cái tội ác mới vậy, làm sao mình lấy được. Con người ta nó đã làm gì xấu, nó khổ, nó đi kiếm mình, nó xin phước cái mình sợ ma thì mình trời phạt nó, mình nhốt hủ à, kỳ vậy, thấy không? Lên đồng phước hồi hướng đó là nó có đủ phước nó đi, chứ không nói nào đó, đừng có lo, không mời cũng đi. Thành ra nên tập những cái đó thì do nó chắc ăn ha, để cho nó mình biết mấy cái đó là những cái gì mà mình tin nó phải có nhân duyên, có căn bản đàng hoàng, chứ không phải từng ngày nói thì sao nói sẵn việc ta người ta sợ nó nhát ma mình cái mình làm này làm nọ, cái đó là không có nên. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, em xin phép chị Nhật Huỳnh, tại vì để cho liên tiếp em hỏi luôn ạ. Dạ thưa ngài, như vậy á thì mình có cần phải nói ra thành lời không, hay là mình chỉ cần tác ý trong lòng để mình hồi hướng cái phước mà mình cúng dường chay tăng đó đến cho người thân của mình? Và nếu mà nói ra bằng lời thì mình nói như thế nào thì nó có hiệu quả? Tức là cái cách mình nói như thế nào? Dạ, con xin ngài chỉ giúp ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Nói ra thành lời đàng hoàng chứ làm sao cũng nói được. Nói cái câu mà của Vô Bình Sa đó, Vô Bình Sa đó, cho hồi hướng cho Ngài Quỷ đó, Ngài Quỷ Thanh Ngân mà mấy đời kiếp trước đó. Thì đăng nô nha thì năng hổ tụ sụ kỳ ta hổ tụ nha tại vô. Khi mình mở miệng ra mình lặp lại gặp cái câu đó, đó thì cái tâm mình phải nghĩ tới ai đó. Đó. Thì trong bài kinh Tỳ Lô Cô Tha là kinh bên bờ bên bức tường đó, bên ngoài bức tường đó, thì nói có năm hạng người vậy đó, quý vị vô đọc cho thấy năm hạng người, bất cứ năm là người nào nó lọt vô cái trí của mình lúc đó là mình nhớ tới, là mình nghĩ tới người đó, nghĩ tới người đó là mình mới nói là ý đăng nô nha ti năng hổ tụ sự kỳ ta hổ tụ nha tại vô, vô phần phước này xin hồi hướng đến. Ví dụ như mình có thân nhân mới đi rồi mình đang nghĩ tới người đó, cầu mong ở cảnh giới nào nhận được cái phước này thì được ăn vui. Nó vậy thôi chứ đâu có cần gì đâu, cứ làm vậy tiếp tục. Một lần chưa đủ, hai ba lần làm đủ, làm riết nó đầy đủ. Thí dụ người ta thiếu 10 đồng, mỗi lần mình cho 2 đồng mình cho chừng nào đủ thì thôi chứ. Nó chưa đủ biểu nó đi rồi thì nó cũng còn lãng giảng, và nó lãng giảng nên nó xin phước. Nó chết thì nó rơi vào cảnh khổ, nó thiếu phước mà mình nó lấy tư cách mình, nó nhát mình rồi mình chở. Bây giờ cứ nghĩ đi. Nào. Khi nào nó ngon lành nó mới nhát mình được, chứ còn nó thiếu ăn đói ốm đi không nổi rồi nó nhát mình là nhát sao. Nó hiện ra cho mình thấy là mình có được cái cơ hội để mình làm phước mà không đi làm, còn đi kiếm thầy bói thầy tụng để bắt người ta nhốt nó thiệt. Chưa từng thấy. Nam mô Bố Thầy dạ. Con cũng còn một thắc mắc. Con cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã cho phép em tiếp tục. Con có một cái ý nhỏ nhỏ như vậy. Ví dụ như người thân mình mất ở điểm A nhưng mà mình ở điểm B, mình hồi hướng thì như vậy có được không thưa ngài? Dạ, đây là cái ý cuối cùng của con ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình ở đâu mình hồi hướng được đó, dù chết ở Việt Nam mình ở đây mấy đó. Đối với mình đi qua đó nó xa, chứ đối với mấy người đó đi nhanh lắm. Chỉ cần cái tác ý mình mà bung ra là họ nhận được rồi. Chứ phước nó đi nhanh lắm, chứ nó không phải là nó cà rình, nó kiếm chuyện, nó vừa đi vừa nhảy cò, không phải. Ví dụ như bây giờ nó bây giờ cứ nghĩ về nó nhanh hay không nè. Tự nhiên mình ngồi cái mình nghĩ tới Quỳnh Kinh mà Mi Lăng Đá nè. Cái tư tưởng mình tới không? Mình tới liền sao không tới? Thì cái tư tưởng họ nó cũng nhận nhanh vậy chứ. Chứ còn bây giờ đi gọi phone là phải tìm mấy cái đồng xu rồi này kia. Chứ vậy? Gọi phone là tìm mấy đồng xu thì đã vậy lật ra rồi. Ủa? Không có số ông này nữa chết nữa. Hồi bây giờ thì đỡ còn có máy móc chứ hồi xưa muốn gì là phải đi vô kiếm bao nhiêu bạc cắt tỉ bỏ vô rẹt vô cái máy cũ bây giờ đó, thấy không? Đó. Bây giờ mình nó phải nói cái ý mình cái phước nó đi nhanh lắm, chứ nó không có đi chậm giống như mình nghĩ đâu. Mình chỉ cần nghĩ tới người ta là nó tới rồi, nhưng mà người đó đó có biết cách nhận hay không đó. Ví dụ như nhận tới ngồi tỉnh bơ là không sao, ít nhất phải xả thú rồi này kia, mình chồng quan nghĩ với cái phước người ta cho mình thì mình mới nhận được, còn mình không có ấy rồi đó. Đó là mình nói ra lời nói bằng tiếng Bali đàng hoàng, chứ còn mình không nói ra rồi mình nghĩ trong tâm mình đó, thì cái tâm mình nó biết thôi, chứ sao người ta biết được. Người ta nói cái gì đừng có sợ, cứ làm đi. Nói là vô bình xây dương vô trình với đứa. Mà nên nhớ chuyện này quan trọng là mình làm phước là mình hồi hướng liền lúc đó, chứ không có chờ. Mình nhớ vô bình xa đó, làm phước xong rồi tối vẫn về nó nằm mộng, nó báo mộng là vậy đó. Nếu mà hồi hướng liền được thì Đức Phật nói ông lại đây tôi dạy ông hồi hướng, không có ngày mai trở lại làm phước rồi hồi hướng đó. Thấy không, chứ không có. Nó có nhiều cái chuyện để mình biết là mình làm phải hồi hướng liền, bởi vì chúng sanh nó cõi đó mà nó thấy thân nhân nó là phước là nó đứng gần nó rồi. Mà mình không hồi hướng là ngày mai nó đi đâu nó đâu có đứng chỗ đó đâu, mình hồi hướng cho nó. Không?
Ví dụ như bây giờ quý vị mở cửa ra, thấy có ông sư đang ôm mình bác đứng chờ, quý vị mắc làm gì đó, nói thôi để 10 phút sau ra để bác chồng. Ông sư đang chờ quý vị à? Hay là quý vị ra rồi thấy không ai đứng cửa nè, thấy không? Hồi hướng xong làm liền. Thành ra quý vị để ra. Quý vị đánh dân công dân ấy chưa tăng, chưa tăng tụng kinh. Xong chưa tăng dùng xong rồi cái kêu quý vị lại tụng cái bài gia thả là xong rồi. Nói quý vị hồi hướng rồi lúc đó liền. Nó vẫn còn lãng giảng là nhớ làm phước xong là hồi hướng liền. Không có chờ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con thấy Kim Nhung đã xa thú rồi. Chắc là Kim Nhung đã rõ được những gì ngài giảng giải rồi phải không Kim Nhung? Kim Nhung còn thắc mắc không? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, do câu hỏi của Kim Nhung, con cũng có một cái ý tưởng, nhưng mà hai cái ý tưởng liên tiếp với nhau. Nhưng mà thôi, bây giờ con nói cái ý tưởng trước nhất. Tại vì cái trường hợp này con thấy ở Việt Nam, xung quanh con xảy ra rất nhiều. Nên con xin nêu cái thắc mắc của mình để giải tỏa. Dạ, ví dụ con, lúc đó con có một người bà con chết rất là khủng khiếp, mà còn mới có mười mấy tuổi, 18, 20 tuổi vậy thôi, mà bị người ta giật đồ, người ta lấy vào người ta đâm sao mà ngay vô cái, tại nó đeo cái sợi dây chuyền bự quá, nên lấy cái dao bánh mì nó đâm vô một cái là trúng ngay cái mạch chủ, là nó chết liền. Nhưng mà con thì đi lên bên Nam Truyền, còn gia đình bên đó thì đi lên Bắc Truyền, thì người ta mới thỉnh ông thầy, tại vì không có cha mẹ nó ở nhà nên nó kêu con là phải lên coi chừng cái xác. Thì con lên thì con coi chừng, nhưng mà chỉ nó mới thỉnh thầy tới, là nói là nó nhầm ngày trùng, nên là thỉnh thầy tới để ép gì đó không biết. Thì con thấy ông thầy á, ông đi xung quanh, tại lúc nãy con nghe ngài nói mà bắt bỏ hủ á, đi xung quanh rồi ông niệm gì ông. Gia đình đó là cứ thấy nó về hoài đó. Thì hồi nãy cái ngài nói thì con mới có cái ý tưởng là con hỏi ngài để giải tỏ thôi. Và sau đó thì cuối cùng là nhiều tiền quá rồi, trai tăng trai đường thì đủ thứ hết, nhưng mà vẫn là nó vẫn về nha, vẫn về thì nó kêu nó khóc. Thì cuối cùng thì gia đình đó nhờ con, thì con thỉnh quý sư ở bên Nam Truyền của mình về, thì chỉ trai tăng một bữa tại nhà, rồi quý sư tụng kinh là từ đó đi là hết. Dạ, nhưng mà ý con muốn trình bày câu việc này ra, con hỏi bạch ngài, tại sao họ bỏ vô hũ như vậy mà cái giọng nó đâu có sợ đâu ngài, nhưng mà người khác vẫn tin là cái chuyện nó có thật và làm. Ngài giải thích giùm con, ví dụ con gặp trường hợp đó thì con phải giải thích như thế nào. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn này, giả kính thưa chư quý vị. Tại mình lâu đời lâu kiếp mình tin cái chuyện đó, cái chuyện ma quỷ bắt nhốt. Thật sự ra đó, nghĩa là có người có năng lực họ làm được chứ không phải không. Nghĩa là họ dùng cái một cái loại, nghĩa là họ luyện thật sự kinh Phật chứ không có gì đó. Nhưng mà họ đọc chân ngược đọc xuôi vậy, họ luyện để cho cái tâm họ có năng lực đó, thì họ nhốt được chứ không phải không. Không, nhưng mà thời gian nào thôi rồi nó cũng đập ổn rồi đi ra, nó hết cái phước của nó đập ổn đi ra chứ sao không đi. Còn cái chuyện mà mình, cái chuyện là mà mình tụng theo cái lối chú mà chú tào lao rồi nghe ai sẽ bài ra làm đó, thì nó chưa chắc gì mà nó có đủ năng lực để nó gồm cái chúng sanh đó, nên nó vẫn đi tới lui được như thường chứ làm sao không sẽ được. Bởi thường thường mấy chúng sanh đó là nó được sanh về những cái loại mà rất là dữ dằn, Atula hoặc là ngạ quỷ thiệt ở trên ngoài thế giới, thành ra nó tụng nó vẫn đi tới lui
Nhưng mà khi nào mình làm phước, mình cho nó là nó có phước, nó đủ phước là nó đi. Đó. Có những người chết bất đắc kỳ tử là tại vì cái nghiệp dữ nó chan vô, nhưng mà cái nghiệp xấu họ cũng ít chứ không có nhiều. Đó. Thế nên khi mà chết vậy đó là sanh tích tắc, rồi là sanh làm được về nhà quỷ Atula. Thì gặp những cái trường hợp mà ở gần mấy cái vị sư mà biết tụng Bali túng giọng khá khá chút á, tụng cái họ có phước là họ đi liền à, chứ không ở đó tại vì thấy lui làm gì. Bởi vì người ta đi tới lui là để người ta kiếm phước, chứ không phải người ta đi tới lui để người ta nhát mình. Nó đói thấy mẫu thân nó mà không đâu đi nhát mình. Hay không? Quý vị cứ nghĩ đi, sanh về cái cõi đó không có đồ ăn, có đói thấy mồ đi tới lui để cầu mong cho các người hiểu chút chút Phật pháp để giúp mình ta mời mấy sư tụng kinh này kia, người ta được cái phước, người ta cho mình phước chút chút rồi cái mình nhận được cái đi mất liền chứ làm gì ở đó. Bây giờ thí dụ như mình ở cõi khổ, thí dụ nói gì đi, mình bị bắt vô tù, tự nhiên có ai vô chuột mình ra là mình đi không, ai nói không, tôi tòa xử ở 5 năm, tôi phải ở 5 năm phải không? Thì cái chúng sanh cõi đó cũng vậy, chứ nó ở cái cõi mà nó đau khổ, nó lang thang, thiếu thốn này kia, tự nhiên có người cho cung phụng, cho ăn, cho sướng rồi để được đi cõi, rồi đi về cõi ăn vui, nó người ta không mừng như được, không mừng chứ. Nhưng mà mình làm để, nghe là giống chúng tôi nói nãy, mình nên tạo phước giúp người ta để cho mình bớt bớt những cái sự quan trái mình đối với người đó. Mấy chúng sanh ở nhau nó thật sự đó, mình với nhiều người ngay các phước mạch hoặc sanh về những cõi thiên hay cõi nghĩa là khổ đi nữa, vẫn có những quan trái chúng sanh đó, khi nào nó có dịp là nó vẫn kiếm chuyện được với mình như thường. Thì giờ mình đáng làm phước để mình làm cho những cái nghiệp quan trái nó bớt lần đi, chứ mình đi nhố người ta chi, mình tạo quan trái thêm à, phải không? Đó là nhốt mà thứ thiệt, mà nhốt được thì cũng không bao lâu đó, vài bữa nó cũng đập thủ ra, nó kiếm chuyện mình à. Đó. Chứ thay vì mình đi mời chư tăng tụng kinh cho đúng, là phước cho đúng, là mình thọ tam nguyên ngũ giới cho đúng, xong rồi có đầy đủ quá cho lần là đi, làm đúng đầy đủ là cho lần là đi, chứ không có nhiều. Còn trọng thứ không đầy đủ nó mới đi tới luôn, nó chờ cho tới đủ chứ. Nó đi tới luôn chờ cái mình để đa ni, nó chờ mấy ông sư này ông linh mấy ông chồng là nó cứ đi tới luôn hoài, làm lần không làm đó, thấy không? Nếu làm chừng nào nó đủ rồi nó đi à, bảo đảm đó. Cái người ta có khổ ta không ở lâu ta kiếm chuyện với mình đâu. Xin thưa với quý vị vậy đó. Nam mô Bồ Tát giá. Hãy thấy như có một cái câu hỏi gì cô Dương Quỳnh ghi của ai đó, coi là đang đọc lên chừng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con lúc nãy con tưởng đâu ngài trả lời luôn rồi nên con không bớt lại. Dạ con xin bớt lại con đọc ạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Dạ thưa sư, do nhân duyên gì mà mình bị sợ ma? Dạ con kính dân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị, đó là cái lối dạy dỗ của người xưa đó, nó sai lầm. Quý vị nên nhớ đó, tối mà quý vị làm quản gì không chừng ngủ rồi, là thường là bị anh chị hay là ngay cái bà già đó ngủ đi mà nó về nó bắt cái giờ đó. Riết tự nhiên nó dính vô đầu mình chưa có ai đâu, nó chứ ai biết ma là gì đâu, nó thật sự đó. Nó thành ma đó thì trong Phật pháp thì có 5 loại. Mà ngoài đời thì cũng có 5 loại. Trong một pháp thì quý vị học quý vị biết rồi, chúng ta kể 5 loại ma ngoài đời để cho quý vị nghe cho vui. Thứ nhất là thứ mà sồn sồn đáng sợ đó, gọi là ma đam. Cái thứ hai sồn sồn bằng độc thân đó, dữ dằn lắm, gọi là ma sơ. Thứ ba còn trẻ mà tào lao ẻo eo lại hoại, gọi là ma cô. Cô đây là cô nữ hay cho vậy, ma cô đó. Còn cái thứ tư là cái loại này đó, đàn ông thì thích mà đàn bà thì không khoái mấy, ma men đó. Còn cái loại thứ năm á, nếu ai đụng vô nam nữ đều tiêu hết, ma túy đó, năm loại ma đó quý vị ơi.
Thì kinh Melinda thì biết sợ nhiều loại, chứ có loại không sợ là mà cô là huynh kim ra không có sợ đâu. Nam mô Bích Thầy á. Dì ơn Ngài, trả lời câu hỏi của Quỳnh Chánh Tâm rất là hay và cũng rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ. Còn vị nào còn câu thắc mắc không? Quỳnh Phù Văn nói gì đây? Nhật Quỳnh không bị không hiểu. À, Quỳnh muốn nói mai gì? Dạ, thì Quỳnh đưa bàn tay lên đi. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Nhật Quỳnh nghĩ còn một câu hỏi, Ngài có thể trả lời một câu hỏi nữa quý vị. Câu hỏi cuối cùng, xin quý vị nào đưa bàn tay. Hoặc là gọi kính mời Quỳnh Phù Văn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh cho biết nghe rõ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con có một câu hỏi là khi mà mình ngồi nghe giảng pháp, thì trong lúc nghe giảng đó thì có một người nó mỉm cười. Như thế cái nụ cười này thì có mấy cái tâm hợp lại để có được cái nụ cười như thế. Xin kính xin Ngài giảng dạy ạ. Nam mô Bố Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, đối với phàm nhân mình thì có bốn cái loại tâm để cười. Tức là tám tâm chứ, tám tâm tham họ thọ hỷ và tám tâm thiện thọ hỷ đó, để cười. Nhưng mà muốn biết cái loại đó loại nào và khó sanh lâu mau thì gần mới biết. Cái tư tưởng lúc đó phải tư tưởng gì thì mới biết nhiều hết. Nghĩa là đại thiện thọ hỷ và tham thọ hỷ đều làm nụ cười đó. À, còn bậc A-la-hán thì chỉ có năm thôi, tức là vô bốn vị tá thể với một tâm di tiếu, cúng di tiếu thân mình, và A-la-hán ít cười hơn. Nhưng mà muốn biết nó phát sanh như thế nhiều ít thì mình phải dựa vào cái điều kiện là đối tượng của tâm lúc đó, chứ còn không mình cũng biết được đâu. Thành ra bên theo tiếng Việt thì nó có nhiều cái lối cười đó, cười khẩy, cười gì đó, ông chồng hơi hồ tương tôn nhớ đại đại gái nhiều rồi đó. Thành ra đó là những cái mà nó làm cho cái con người có thể có khả năng cười được. Thành ra nhưng mà con cái đó, con cái là người ta nói tâm sân cũng làm mình cười được, cái là buồn cười đó. Tại sao tâm sân làm cho mình cười được là buồn là sao? Tức là mình buồn mà mình cũng cười được, cái gọi buồn cười. Chứ buồn ở đây là muốn, đây là muốn chứ không phải là buồn. Buồn cười là muốn cười, thấy mà mắc cười, thấy buồn cười quá là muốn cười đó. Chứ mình đừng tưởng nó buồn cười ra buồn mà còn cười được, nó chắc là sắp vô nhà thương biêu hòa hay sao không biết. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tàu Hoàng Giả. Kinh thưa cho các sinh năng sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo phát sanh trong ngày hôm nay, trong pháp thoại ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng các sinh nam phụ nữ có cơ hội để chấm dứt các pháp ngũ ngầm lay tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Nam mô Rất Tà Nát Tà Giá Sa. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đầu tràng, để chúng con đến gần với lời dạy của Đức Thế Tôn, xa được điều ác, làm được điều lành, để được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả, y như ý nguyện. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang còn trước mái không mạch sư. Dạ, nếu sư còn trước máy, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ.
Bụt tam ang ghê na vạn đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ang bụt thể do khá lý tổ đô sơ bụt thô mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật đã đặng chi tôn chỉ thánh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sao tội lỗi ấy cho con. Bụt tam ang ghê na vạn đề hằng thầm manh cha được vị thân quả răng thầm mê vô khá ly tô đổ sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tam ăn ghê na quanh đê hăng sằng khanh cha được vị thốt tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sẵn khô khám mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bạo là thành tăng và thảnh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bạo cúi xin tăng bạo sát tội lỗi ấy cho con. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi quan hỷ chúc phúc cái đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sư có trước máy không? Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, vì là đại đức Pháp Trang không có trước máy rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức. Dạ, ngài trở lại đạo tràng ngài cứu được con một ngày. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức. Ngài cứu con mấy con chết rồi ngài ơi. Chết là ngày mai không ai vô phục vụ trong room đâu. Rồi, nó trái chết mà ngài cũng không xuất hiện thì sao Nguyên Trang? Nguyên Trang ơi, Nhật Quỳnh chết mà ngài cũng không xuất hiện. Dạ thôi thì bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ ni, dạ ni, thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khê ta tha ga tăng đê qua ma nu sư bổ chi tăng bùa thăng nam a sa na sư qua thi hô tu dạ ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khê ta tha ga tăng đê qua ma nu sư bổ chi tăng tham mang nam a sa na sư qua thi hô tu dạ ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni qua ya ni qua an ta lịch khê ta tha ga tăng đê qua ma nu sư bổ chi tăng sang khang nam a sa sư qua thi hô tu hạng khu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu hoa khang khu tá nào là chữ thiên hư trên hư không mà đến hồi họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hồi hợp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp.